Đạo gia, không dám nhận danh xưng ấy từ ngươi. Ngưu Hữu Đạo hờ hững đáp một câu, lạnh lùng tiếp lời. Ngươi không định cho ta một lời giải thích hay sao? Viên Cương không nói nên lời, không biết nên trả lời như thế nào. Bốp, Ngưu Hữu Đạo chợt giơ tay tát một cái tát vang dội lanh lảnh, một cái tát ngay chính Viên Cương cũng lảo đảo lùi lại mấy bước. Đánh người không đánh mặt, nhất là tát mặt nam nhân, nhưng Ngưu Hữu Đạo làm như vậy, hơn nữa xuất thủ thẳng tay với lực đạo không nhỏ, nếu không thì không đủ để Viên Cương với vóc người to lớn như vậy phải lảo đảo. Vậy mà vẫn chưa xong, Ngưu Hữu Đạo đi lên lại đá thêm một cái, ầm. Một đá đá bay Viên Cương ra ngoài, Viên Cương bị đá bay, rơi xuống đất nhào lộn đụng vào trên tảng đá, ho khan vài tiếng, miệng sặc ra huyết. Đối mặt trước xuất thủ của Ngưu Hữu Đạo, thân thể hắn không chuẩn bị cho chống cự, mà cũng không chống cự, không hề phòng bị đã trúng đòn một cước nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh tổn thương. Vân Cơ đang ôm người, bất đắc dĩ lắc đầu, không ngăn trở cũng không nói gì. Nàng ta chính mắt thấy Ngưu Hữu Đạo đã mong đợi từ mấy ngày nay, đã biết Viên Cương trở về phải bị trừng trị. Dĩ nhiên, cũng biết Ngưu Hữu Đạo không thể nào giết Viên Cương. Nếu không cần gì phải lo lắng không yên nghĩ cách cứu người. Giống như người hắn càng thân cận thì càng dễ dàng khiến cho hắn lộ tính tình chân thật, càng trở nên dễ dàng chọc giận hắn, nếu là người ngoài, chỉ sợ rất khó khiến cho hắn tâm tình có thay đổi gì. Lã Vô Song nằm trong tay của nàng, mắt thấy tình cảnh ấy, thần thái ảm đạm trong tròng mắt bỗng có chút lập lòe, dường như cũng hơi bất ngờ. Không phải nàng không biết Viên Cương, đã từng ngược đãi bằng mọi cách. Tên Viên Cương kia xương cốt cứng rắn bao nhiêu, nàng ta biết rất rõ. Một người có thể khiến cho Viên Cương thuộc loại rắn giỏi ngay cả chết cũng không sợ lại trở thành một người dễ bảo như vậy, quả thật khiến cho nàng rất kinh ngạc. Cánh tay của Viên Cương chống giữ đao, từ từ bò dậy, lại cúi thấp đầu từ từ đi trở về, đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói. Nếu ta nói với ngươi, ngươi sẽ không để cho ta đi. Không cho ngươi đi thì sao? Ngươi còn muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo chỉ trước mũi của hắn, đột nhiên gầm lên, lửa giận ngút trời nói. Ta cho ngươi sống ở Yêu Ma Lĩnh là vì sao? Vì sao mà ngươi sống ở Yêu Ma Lĩnh đấy, có nghĩ tới không? Đồ khốn, ngươi cứ mãi như vậy, trong đầu óc có nước hay sao? Không hề biết Lã Vô Song nhìn chòng chọc vào ngươi hay sao? Lã Vô Song nghe được, hít thở hơi khác thường, Vân Cơ cúi xuống nhìn nàng một cái. Chương 2082, cái giá phải trả một. Viên Cương cúi đầu không nói, không hề nói gì. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, nhưng biết rằng bây giờ giải thích cái gì cũng bằng thừa mà thôi. Vân Cơ vội ho một tiếng, dù có chuyện gì cũng không nhất định phải cứ tiếp tục không dứt ở chỗ này, coi như là có lòng giải vây giúp Viên Cương. Có Lã Vô Song ở đây, ngươi câm miệng cho ta, chỗ này không phải là chỗ ngươi lên tiếng. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, nổi giận chỉ vào nàng mà quát lớn. Nhưng vừa nổi giận lại vừa sửng sốt ngẩn ra, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào người Lã Vô Song, hỏi. Ngươi nói cái gì, ta trêu ai ghẹo ai, ngươi cáu kỉnh với ta cái gì chứ? Vân Cơ rủa thầm không dứt, bất đắc dĩ, thoáng tỏ ý cho thấy người đang ôm trong hai cánh tay, nói. Nàng ta đây, chính là Lã Vô Song, bị hầu tử bắt lại rồi. Không biết đây có được xem như là hầu tử lấy công chuộc tội hay chưa? Ngưu Hữu Đạo ngưng lại, nghẹn không nói nên lời, quay đầu nhìn Viên Cương trong giây lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Lã Vô Song đang nằm trong hai tay, nửa tin nửa ngờ hỏi. Thứ quỷ này là Lã Vô Song, thứ quỷ ư? Lã Vô Song âm thầm cắn chặt răng, yếu ớt nói. Ngươi là ai? Đạo gia, chẳng lẽ ngươi là Ngưu Hữu Đạo? Phản ứng này giống y như lúc mình vừa nghe đến tên Lã Vô Song, Vân Cơ cười khổ đáp. Hầu tử nói như thế, hẳn là nàng ta không sai. Ngưu Hữu Đạo lập tức tiến lên hai bước, quan sát Lã Vô Song rất kỹ càng. Ta đã gặp con mẹ Lã Vô Song đó rồi a. Đây chính xác là Lã Vô Song ư? Thật sự hắn không nhìn thấu thứ quỷ này có điểm nào giống với Lã Vô Song, có vẻ như ngay cả đôi mắt và ánh mắt cũng không giống. Dĩ nhiên, dù sao đây không phải là hình dạng của người. Thêm nữa hình dáng bề ngoài của đôi mắt cũng biến đổi, ánh mắt lại hư nhược vô lực. Quả thật ngay cả ánh mắt cũng không giống a. Mấu chốt là chính hắn khó có thể tin, lại quay đầu hỏi Viên Cương. Đây đúng thật là Lã Vô Song, ngươi có thể là đối thủ của Lã Vô Song sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi bị mất đi cánh tay là do bắt giữ Lã Vô Song a. Viên Cương đến gần thêm một chút, lên tiếng. Là nàng ta, không thể nói là ta bắt hạ được nàng, hẳn là do ngươi bắt lại. Ta, Ngưu Hữu Đạo không hiểu. Đồ hỗn chứng, ngươi nói vậy là có ý gì, nói rõ ràng cho ta nghe xem. Nàng ta bị trúng hậu thủ, bảo mộ, ở tòa tháp do ngài lưu lại tại Đệ Ngũ Vực, bị thiên lôi cuồn cuộn đánh thành ra như vậy. Ta bị nàng ta bắt đi khỏi Tề Kinh, sau đó bị trực tiếp dẫn tới vô biên sa mạc. Viên Cương tường thuật cặn kẽ đầu đuôi sự tình. Dĩ nhiên, Viên Cương cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mang người ra khỏi đệ ngũ vực. Tuy chính mình đã bày ra bẫy dập, nhưng Ngưu Hữu Đạo nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song ở trước mắt, vẫn có mấy phần cảm giác khó tin a. Có vẻ mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu. Trước hiện trạng hậu thủ mình lưu lại có tác dụng lớn như vậy, hắn vẫn không dương tự đắc hoặc suy nghĩ nhiều, mà đưa hai tay bắt lấy Lã Vô Song, bàn tay ấn lên người của nàng, dò xét xác nhận tu vi của Lã Vô Song có thật bị phế đi hay không. Sau khi xác nhận mình không lầm, hắn nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song mà không khỏi sợ. Lúc trước may mắn không làm loạn quá mức với Kim Tự Tháp, nếu không thì đây chính là kết quả của mình, có thể còn thảm hại hơn. Đây là Lã Vô Song, nhớ lại tình cảnh gặp nhau lần đầu tại cửa Vô Lượng Viên, nữ nhân này phong hoa y như thiên tiên hàng lâm. Ngưu Hữu Đạo không khỏi âm thầm than thở, không nhịn được lắc đầu. Đường đường Vô Song Thánh Tôn, đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi mất hết, đối với này nữ nhân mà nói, chỉ sợ còn khó có thể chấp nhận hơn là giết nàng ta đi. Hắn không suy nghĩ nhiều tới chuyện hậu thủ của mình, Lã Vô Song dùng ánh mắt ra sức nhìn hắn lại lọt sâu hãm trong đó. Thì ra người trước mắt chính là kẻ cầm đầu đã hại mình ra nông nổi này, trong giọng nói khàn khàn rõ ràng đầy ắp sự tức giận, nói. Ngưu Hữu Đạo, có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không? Ngưu Hữu Đạo cười, không trả lời câu hỏi đó, nói với Vân Cơ. Quả thật tổn thương hơi nặng, cho nàng dùng thuốc tốt là được, dùng thiên tế đan đi. Vân Cơ gật gật đầu, đã hiểu giữ lại Lã Vô Song có thể có chút công dụng. Lã Vô Song gần như gào thét lên, ngươi có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không? Tháo mặt nạ của ngươi xuống đi. Nàng ta không ngốc, nghe ba người nói chuyện đã thấu hiểu được chút ít manh mối. Hơn nữa nàng ta từng nghe qua giọng nói của Ngưu Hữu Đạo. Trong khi đó, Ngưu Hữu Đạo, Vân Cơ và Viên Cương trò chuyện vẫn chưa che giấu âm thanh của mình. Chính bởi vì hoài nghi người trước mắt đây chính là Ngưu Hữu Đạo, Lã Vô Song đã có phần nôn nóng và phẫn nộ. Không phải là đã chết sao? Ngưu Hữu Đạo không phải đã chết rồi sao? Nàng đã tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn a. Hoài nghi nhưng lại không thể xác nhận hoàn toàn, lúc này nàng chỉ muốn cởi phăng chiếc mặt nạ trên mặt của Ngưu Hữu Đạo xuống mà thôi. Vân Cơ đặt nàng xuống, lấy ra một viên thiên tế đan và chuẩn bị nhét vào trong miệng Lã Vô Song. Ai ngờ Lã Vô Song lại hét lên, giọng khàn. Không uống, Vân Cơ nói, thương thế của ngươi rất nặng, linh đan khác khôi phục rất chậm. Viên thiên tế đan này đủ để cho ngươi mau sớm khỏi bệnh. Người như ngươi khi gặp tổn thương, chỉ cần có động tác nhẹ đều là một trận hành hạ. Chẳng lẽ không muốn khỏi sớm hay sao? Lã Vô Song lại nói khác, tìm một chỗ an tĩnh, lột cái xác bề ngoài của ta rồi hãy dùng thuốc, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo. Lột ra, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không phải nàng ta vừa nói là lột ra sao? Hai vị đại nam nhân nghe mà ra đầu tê dại. Vân Cơ cũng ngạc nhiên, như vậy sẽ rất thống khổ. Lã Vô Song khẳng định, ta muốn khôi phục lại hình dáng vốn có của ta, không muốn toàn thân lưu giữ đầy những vết sẹo tựa như quỷ thế này. Bỗng nàng hỏi ngược lại, nữ nhân còn có chuyện nào thống khổ hơn nữa chăng? Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đưa mắt nhìn nhau, phát hiện nữ nhân thật là khác thường, chỉ vì để xinh đẹp mà cái gì cũng có thể chịu đựng được. Vì cùng chung phận nữ nhân, ngược lại Vân Cơ có thể thấu hiểu nàng, khẽ gật đầu. Ngươi có thể còn không nhìn thấy hình dạng của chính mình bây giờ. Ngươi yên tâm, ngươi thương tích đầy mình, làn da khi xưa nhất định phải phế bỏ, không cần lột da. Sau khi uống viên thiên tế đan này, dược tính của nó nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo ra một lớp da mới. Lớp da bỏng khẳng định sẽ bị bong ra từng mảng, sẽ không có vết sẹo nào cả. Lã Vô Song hỏi vặn, ngươi chắc chứ? Vân Cơ gật đầu xác định, không muốn dài dòng không dứt với nàng ta, nhanh chóng làm cho nàng ngủ mê man. Sau đó cô nhét thiên tế đan vào trong miệng của nàng, thi pháp thôi phát dược lực của thiên tế đan. Hai người còn lại yên lặng, Viên Cương thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Ngưu Hữu Đạo. Vì Ngưu Hữu Đạo mang mặt nạ cho nên không nhận ra, tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy nét phiền não trong mắt của Ngưu Hữu Đạo. Viên Cương hiểu lòng hắn đang ưu phiền cái gì, do dự mãi về sau, thử dò một câu. Đạo gia, cánh tay này của ta có thể khôi phục. Ngưu Hữu Đạo từ từ quay đầu nhìn, có chút bất ngờ. Có thể khôi phục, tay cụt còn có thể mọc ra hay sao? Vân Cơ ngồi xổm trên đất cũng không nhịn được, quay đầu nhìn tới. Viên Cương nói, trước đó không biết ngay cả tay cụt cũng có thể khôi phục được, nhưng ta phát hiện chỗ nứt nơi cánh tay cụt đang dần sinh trưởng. Ta có thể cảm giác được, chỉ có điều là rất chậm, không nhận ra. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh, đi vào trạng thái luyện công, có thể sẽ gia tăng tốc độ khôi phục của cánh tay cụt. Vân Cơ gương mặt chố mắt, thoáng nghe cứ như là đang mơ. Chương 2083, cái giá phải trả 2. Mặc dù Ngưu Hữu Đạo có bất ngờ, nhưng không bất ngờ quá mức. Hắn đã sớm biết sự thần kỳ của Si Vưu Vô Phương mà Viên Cương tu luyện. ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay cụt băng bó của Viên Cương, trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Vậy tìm một chỗ an tĩnh thử một chút xem sao. Hỏa khí dường như tiêu tan không ít, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Viên Cương đáp ứng ngay, ta quay về yêu ma lĩnh luyện công khôi phục đây. Quay về yêu ma lĩnh, trong nháy mắt Ngưu Hữu Đạo lại tức giận điên lên, hỏi ngược lại. Ngươi còn về được sao? Ngươi coi Ô Thường là kẻ ngu sao? Ô Thường khẳng định tiến vào đệ ngũ giới, khẳng định đã biết tác dụng của hạt hoàng. Chúng ta biết Lã Vô Song tìm ngươi là vì cái gì, sao Ô Thường có thể không biết? Ngươi bị người bắt đi khỏi Tề Kinh, Ô Thường không đoán ra là Lã Vô Song ư? Ngươi quay về giải thích Lã Vô Song đi đâu? Viên Cương nói, hẳn là đạo gia sẽ không cho Lã Vô Song trở về nữa, nếu Ô Thường đã biết Lã Vô Song muốn tìm sự việc của đệ ngũ giới. Một khi Ô Thường tìm tới, ta trực tiếp nói cho Ô Thường, nói Lã Vô Song bị Thiên Lôi đánh chết khi phá tòa kim tự tháp này. Chuyện này hắn có thể chứng thực, Ngưu Hữu Đạo lập tức chỉ vào cánh tay cụt của hắn. Chẳng phải là ngươi muốn khôi phục cánh tay, nhiều người nhìn thấy ngươi bị chém đứt tay rồi, đến lúc đó cánh tay ngươi khôi phục lại, phải giải thích như thế nào? Viên Cương đáp, ta sẽ nói là công hiệu của đệ ngũ vực, không biết tại sao lại khôi phục được, mà hắn cũng không tra được. Ngưu Hữu Đạo tiếp lời, ngu xuẩn, việc này có thể không tra ra được ư? Nếu ta là Ô Thường, việc thứ nhất chính là chặt đứt cánh tay của ngươi, ném ngươi vào đệ ngũ vực nhìn xem ngươi khôi phục ra sao. Đây không phải là ngươi chịu đựng da thịt bị thương như lúc trước, mà đây là nguyên cả cánh tay bị đứt gãy. Trùng sinh thuật pháp như thế, sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người thèm thuồng. Đến lúc đó e rằng không chỉ mình Ô Thường, mà Lục Thánh cũng phải tìm ngươi làm rõ ràng sự việc. Nguyên sắc thiếu đi con mắt, vừa lúc cần dùng đến, ngươi bớt gây hiểm phiền phức thêm cho ta đi. Đừng nói trùng sinh thuật pháp, đừng nói Ô Thường, chuyện Lã Vô Song muốn tìm ngươi thất thánh đều biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi là Lã Vô Song mang ngươi đi. Một khi Lã Vô Song biến mất không thấy đâu, không khác khẳng định thật sự hoài nghi của bọn họ, đến lúc đó thất thánh ai ai cũng muốn tìm ngươi để hành hạ. Rồi giơ tay lên chỉ vào Viên Cương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ở không đi gây sự cho ta. Hiện tại biện pháp tốt nhất sẽ là ngươi bị Lã Vô Song bắt đi, từ nay về sau biến mất không thấy nữa. Không thấy ngươi, bị Lã Vô Song mang đi rồi, không cần giải thích gì chính là lời giải thích tốt nhất. Như vậy Ô Thường sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, cũng sẽ không tìm Triệu Hùng ca phiền toái. Sự chú ý của thất thánh sẽ rơi vào Lã Vô Song, ngươi là thứ yếu. Hầu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, thân thể của ngươi trông rất chướng mắt, lộ diện một cái sẽ bị người hoài nghi. Từ nay về sau, ngươi thật thà ngoan ngoãn mai danh ẩn tích cho ta, thật thà ngoan ngoãn núp ở dưới đất xử lý tình báo cho ta, không được tiếp xúc cùng bất kỳ kẻ nào ở thế giới bên ngoài. Đây cũng là do tự ngươi chuốc lấy mà thôi, không trách người khác được. Viên Cương không phản đối gì, chỉ lẳng lặng hỏi một tiếng. Còn Phùng Quan Nhi thì sao? Ngươi còn muốn dẫn nàng theo hay sao? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói. Đừng đề cập kẻ tiện nhân kia với ta. Hiện tại nàng ta quyết không thể ly khai khỏi yêu ma lĩnh, cũng không cho nàng ta biết tin ngươi còn sống. Nếu ngươi lại phạm kính với ta, ngươi có tin là ta lập tức truyền lời cho yêu ma lĩnh xử tử kẻ tiện nhân kia hay không? Từ nay về sau, ngươi còn dám vọng động, ta lập tức giết tiện nhân kia, để ngươi biết được cái gì gọi là cái giá phải trả. Đây là trực tiếp chọn lựa thủ đoạn uy hiếp. Viên Cương liền nghiêm mặt không nói, biết vị này đích xác có thể làm được chuyện đó. Vân Cơ ở bên cạnh cũng giận dữ nói. Hầu tử, lời đạo gia nói không phải là lời giận dữ nói cho có. Lúc này quả thật Phùng Quan Nhi không nên ly khai yêu ma lĩnh, cũng không nên cho nàng biết quá nhiều. Trong ma cung có không ít tai mắt của Ô Thường. Một khi lộ ra đầu mối, rất dễ khiến cho người ta sinh nghi. Ngươi yên tâm, có Triệu Hùng ca chiếu cố tại yêu ma lĩnh, Phùng Quan Nhi sẽ không có việc gì. Chờ đến khi nào tai tiếng qua đi, nàng ta rời yêu ma lĩnh cũng không muộn. Hiện tại cứ tạm thời để cho nàng bị ủy khuất một chút đi. Đi, Ngưu Hữu Đạo không nhiều lời, nói một là một, vứt sứt lời đã ra lệnh thu thập rời đi ngay. Nơi này đích xác không nên ở lâu, có trời mới biết Ô Thường có đang dò tìm hay không. Cả đám nhanh chóng quay trở về Nam Châu. Tề Kinh bị vây, phản quân Cố Viễn Đạt biến thành nơi thủ thành. Tề quân và viện quân của quân Tần biến thành kẻ công thành. Trải qua hai lần tấn công, tổn binh hao tướng, viện quân không thể không tạm thời buông bỏ tấn công, đổi thành vây khốn, chờ đến khi đội ngũ lớn đến sau lại nói. Cũng chính tại thời khắc này, đám người Quỷ Y đã ra khỏi Tề Kinh. Đội ngũ phản quân kiên thủ và kẻ vây khốn ở bên ngoài đều có người của Thiên Hạ Tiền Trang đi trao đổi, trong ngoài cho đi, một nhóm thuận lợi thoát thân dưới sự giằng co của hai đại quân. Anh Vương Hạo Trân và ba nhi tử cũng đi ra, được Vô Tâm nhân cơ hội cùng dẫn ra ngoài, duy chỉ thiếu Thiệu Liễu Nhi. Lúc cáo biệt, Vô Tâm an ủi, vương gia yên tâm, đã xác nhận một lần nữa rồi, Vương Phi không việc gì, sẽ quay lại nhanh thôi. Hạo Chân cười khổ sở, người đã rơi vào trong tay Phiêu Miễu Các, đã không tới phiên hắn chủ động rồi. Hiện tại không phải là thời điểm lo lắng về việc này, một mình hắn dẫn theo ba đứa hài tử, hiện tại chủ yếu là sự an toàn cho ba hài tử, tuy vậy vẫn hỏi thăm. Tiên sinh thật sự phải rời Tề Kinh sao? Vô Tâm trả lời, đã là đất thị phi, không đi không được. Nhìn thành trì xa xa, trong ánh mắt lộ ra nỗi phiền muộn. Chuyến đi này e rằng sẽ không trở lại nữa. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cứu Thiệu Liễu Nhi. Cách đó không xa, Quỷ Y nhìn tên đồ đệ ngốc của mình, không biết nên nói gì cho phải, thật muốn nghĩ tới nữ nhân kia, khiến cái người này tự sanh tự diệt, đoạn đi sự vướng víu của nữ nhân đó không được sao, đáng giá để cứu sao. Nói lời tạm biệt xong, Vô Tâm bảo Nhan Bảo Như và Quách Man đưa đám người Hạo Chân đi, cũng không cần tống tiến quá xa, cứ giao người cho Tề Quân ở ngoài thành là được. Đến khi Nhan Bảo Như và Quách Man trở về, đám người cứ thế mà đi, quay trở về Dược Cốc. Đại Quân tạm dừng nghỉ dưỡng sức, nghe thấy có tiếng khóc của trẻ nhỏ, Hồ Diên vô hận dò xét một hồi, sau đó bước nhanh đi vào một gian lều cỏ, tự tay ôm một đứa trẻ từ trên tay của Bùi Tam Nương mà trấn an, gương mặt yêu thương trìu mến. Đứa trẻ ấy chính là nữ nhi của Hồ Diên Uy và Hạo Thanh Thanh. Làm sao vậy? Hồ Diên vô hận ôm đứa trẻ, hỏi một tiếng. Bùi Tam Nương vội đáp, thượng tướng quân yên tâm, chỉ là đói bụng, đã cho người chuẩn bị sữa ngựa rồi. Hồ Diên vô hận hỏi tiếp, không tìm được nhủ mẫu sao? Bình thường hẳn là hắn sẽ không hỏi tới mấy chuyện này, hầu như rất hiếm khi. Bùi Tam Nương nói, đã cho người tìm a, chỉ có điều dân chúng chịu ảnh hưởng bởi chiến loạn, nhất thời muốn tìm được người thích hợp cũng không dễ. Hồ Diên vô hận yên lặng gật đầu, lại nhìn đứa trẻ khóc oa oa, trên mặt dần có vẻ bi thương. Vì một miếng ăn, trẻ con là khóc tê tâm liệt phế. Đứa trẻ kia vừa khóc tê tâm liệt phế như vậy, cũng kéo theo nỗi bi thống mà hắn đang ẩn nhẫn trong lòng. Vừa mới sinh ra đã không có cha mẹ, dường như vì vậy mà khóc. Chương 2084, Hầu tử mặt kim. Lão đại và lão nhị tử trận, nhưng vẫn còn hương hỏa. Lão đại và lão nhị đều có con trai, duy chỉ có lão tam là chỉ có một đứa con gái này, mà nữ nhi này bởi vì sinh non mới tránh thoát một kiếp. Đối với vị lão tướng quân này mà nói, hương hỏa nhà lão tam bị mất đi có thể nói là do một tay hắn gây nên. Lão tam vốn có cơ hội sống sót, lại bị hắn một tay tống táng đi. Coi như lão tam Hồ Diên Uy đã bị hắn tự tay bức tử đấy. Tiếng khóc của trẻ con khiến cho nỗi lòng bi thống của hắn co thắt lại, cho nên đối với đứa trẻ còn nằm trong tà lót kia hắn cũng trìu mến một cách khác thường. Cho dù đang ở trong quân, hễ lúc nào rảnh tay là chạy đến thăm nom, sợ sinh non sẽ xảy ra chuyện, luôn luôn dặn dò tu sĩ phải quan tâm đến nó cho thỏa đáng. Nhìn thần sắc bi thương trên mặt của Hồ Diên vô hận, cha Hồ ở bên cạnh ngửa mặt lên trời im lặng, ngầm thở dài trong lòng, không biết vị ngu chung này làm như vậy là có ý nghĩa gì. Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, thậm chí hắn hoài nghi Hạo Vân Đồ hỗ trợ giữ Hồ Diên Uy lại là có ý đồ xấu. Hắn nhận thấy hành động giữ Hạo Vân Đồ lại là không được bình thường. Hoài nghi Hạo Vân Đồ cố ý muốn cho Hồ Diên vô hận thành niên rồi không con nối dòng không người nối nghiệp, tận lực tránh khỏi Hồ Diên vô hận tự lập. Hoặc là muốn cố ý hại chết Hồ Diên Uy, khiến cho cả ba nhi tử của Hồ Diên vô hận đều chết hết trong tay quân địch, hy vọng Hồ Diên vô hận có thể tử chiến cùng Tấn Quốc đến cùng. Chân tướng của sự việc như thế nào, bây giờ đã ra đi theo Hạo Vân Đồ, hắn không thể nào truy cứu được nữa. Báo, đội ngũ vây khốn kinh thành truyền đến tin tức, anh Vương Hạo cùng ba vị hoàng tôn đã kịp thời thoát hiểm rồi. Người tối vội vàng cấp báo, nhận được báo tin Hồ Diên vô hận buông tôn nữ xuống, nhanh chóng đi gặp mặt trưởng môn ba đại phái. Thật ra các hoàng tử đã đi trước thoát thân vào lúc phản quân công phá kinh thành. Nhận được di chỉ Hạo Vân Đồ, Hồ Diên vô hận giữ sự trầm mặc, bởi vì không cho rằng có người thừa kế thích hợp với ngôi vị hoàng đế. Hạo Chân từng đã là kẻ chững chạc và khiêm tốn, đúng là vẫn còn có người nhìn vào trong mắt. Thiệu Bình Ba lúc trước đem muội muội gả cho Hạo Chân không thể không có nguyên nhân, không chỉ có Thiệu Bình Ba nhìn thấy được. Hồ Diên vô hận luôn không có ý kiến với ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lên tiếng ủng hộ Hạo Chân thượng vị. Hạo Vân Đồ băng hà, thế cục Tề quốc hỗn loạn, cũng chính là thời điểm cần lập tân quân khác ổn định lòng người. Vì thế Hạo Chân được ba đại phái Tề quốc hiến kế khẩn cấp ấy, vội vàng lên ngôi thượng vị ngay trong quân, trở thành tân quân của Tề quốc. Trong quá trình lên ngôi một cách vội vàng đại khái đó, hoàng hậu và thái tử bị phế nhìn xa xa, hai người quỳ xuống cởi bỏ hoa phục làm tạp dịch, đi theo thăm viếng. Một cái quỳ này, bao nhiêu chuyện xưa, đủ loại mộng đẹp cũng tan biến thành mây khói. Tiếp đó trấn quốc thần khí lấy được từ trên tay Hạo Vân Đồ được giao nộp ra, không giao ra cũng không được, không phải là chuyện Hạo Hồng đồng ý hay không đồng ý. Phí hết tâm tư không tiếc thí quân thí phụ lấy được các thứ, lại làm giá y cho người khác. ba đại phái của Tề quốc sẽ không để cho hai mẹ con xoay người, ý chỉ của Hạo Vân đổ phế đi thái tử cho ba đại phái dùng để làm viện cớ tuyệt hảo, mưu đồ bất chính là Hạo Hồng. Hết thảy trách nhiệm đều đổ lên đầu Hạo Hồng, ba đại phái sẽ không thừa nhận kẻ đầu tiêu làm trò khôi hài xấu xa chính là mình, sẽ không thừa nhận bản thân mình đã làm cho cục diện trở nên náo loạn như vậy. Trên Thái Học lâu, Thiệu Bình Ba đang cao, dựa vào lan can trông về phía xa xa, nét mặt đầy phiền muộn. Hắn đã nhận được tin tức Hạo Chân lên ngôi, Hạo Chân trở thành hoàng đế Tề quốc, điều này cũng làm có nghĩa là Thiệu Liễu Nhi thuận lý thành chương, trở thành hoàng hậu Tề quốc. Trước kia gả muội muội cho Hạo Chân, không phải là có tâm tư này sao? Vì sao năm đó không nghĩ tới sau này thế cục sẽ biến thành như vậy? Năm đó hắn còn ở Bắc Châu, không nghĩ tới có một ngày sẽ tìm nơi nương tựa Tấn quốc. Giờ này muội muội tới mức độ này, Tề quốc lại đang trong tình thế bấp bênh, có thể chìm mất bất cứ lúc nào, mà đây cũng là một tay hắn tạo thành. Hiện tại hắn cũng không biết rõ là mình giúp muội muội hay là hại muội muội, nhất là tự tay khiến cho muội muội quấn vào một chàng thị phi khác. Ngưu Hữu Đạo đang ở Nam Châu cũng nhận được những tin tức tương tự, cũng cho rằng tin tức bình thường, không quan tâm lắm. Người nào làm hoàng đế Tề quốc, đối với hắn mà nói đã không còn trọng yếu. Hắn có việc của hắn, sau khi trở về trước tiên là liên lạc với yêu ma lĩnh bên kia, khiến cho Triệu Hùng Ca không được để lộ tin tức, để cho ma giáo tiếp tục duy trì việc tìm kiếm về tình hình của thánh tử. Mà Yến quốc và Hàn quốc cũng có động tác lớn, tập kết hàng ngũ bắt đầu tấn công Tần quốc. Hai nước liên thủ, bỏ qua kháng nghị của Tần quốc, đồng thời xuất binh, triển khai thế công thành chiếm đất, dựa theo sự việc thương lượng xong trước phân chia địa bàn. Vốn là quốc gia mới thành lập, thêm nữa trước đó triều đình Tần quốc cũng tổ chức không được tốt, lòng dân Tần quốc vẫn chưa ổn định, ngược lại tưởng niệm Triệu quốc tốt đẹp, huống chi lực lượng quân phòng thủ của Tần quốc yếu kém, đối mặt thế công đã vô lực ngăn cản, một đường hoặc tan tác hoặc đầu hàng. Thế cục như thế, hai nước Yến, Hàn không thể không làm, Tấn quốc từ từ thế lớn, hai nước nhất định phải chuẩn bị liên thủ nhằm chống đỡ Tấn quốc. Tống quốc quyết liệt phản đối, nhưng phản đối không có hiệu quả. Hai nước Yến, Hàn liên thủ hành động, đồng thời xuất binh Tần quốc, cũng phái binh tới biên giới Tống quốc trấn nhiếp, liên thủ phòng bị Tống quốc xuất thủ đánh lén từ phía sau. Thái độ của Yến, Hàn lần này nhất trí một cách kỳ lạ, hơn nữa giữa hai nước không có bất kỳ thủ đoạn cản trở nào, chỉ vì Tấn quốc từ từ cường tráng đã trở thành uy hiếp lớn nhất của hai nước. Đương nhiên Tấn quốc cũng không hy vọng thấy tình cảnh đó xuất hiện, ngặt một nỗi ngoài tầm tay với, chỉ có thể ngoài miệng khiển trách Yến quốc và Hàn quốc. Rõ ràng Tấn quốc đang giao chiến cùng quân Tần, lại còn lên tiếng ủng hộ Tần quốc, bàn về sự vô sỉ chỉ sợ không ai bằng, đây là giữa quốc gia và quốc gia. Dĩ nhiên không chỉ lên tiếng ủng hộ ngoài miệng, mà còn chủ động làm tốt, như tìm quân Tần đàm phán, đồng ý cho quân Tần thông qua Tây Bình Quan, trở về Tần quốc chống lại quân địch xâm lấn. Đây rõ ràng là muốn làm suy yếu sức đề kháng của Tề quốc trên địa bàn, đồng thời có thể dùng quân Tần làm tiêu hao lực lượng của Hàn quốc và Yến quốc. Nhưng đến trình độ này, quân Tần cũng không có khả năng đáp ứng. Không nói những nguyên nhân khác, đại quân tới lui, chờ đợi, sợ là Tần quốc đã sắp đến hồi kết rồi. Các nước liền mắng qua mắng lại, thời này là thời đám quan văn đi dụng võ, xem ai có thể mắng sâu hơn, xem ai có thể mắng tới dạng gì. Cao Phẩm cũng không nhàn rỗi, một mặt phái người đàm phán cùng quân Tần, một mặt phát lực làm cho nội bộ Tề quốc khốn khó hơn. Bất kể là trên đất bằng hay là dưới biển, nhất thiết tiếp viện đều đoạn tuyệt với Tề quốc. Phái tu sĩ xuất kích trên biển, phá hủy hết thảy thuyền hàng đi thông qua Tề quốc. Đồng thời không ngừng bức ép các chư hầu của Tề quốc tác loạn nội bộ, không đáp ứng liền công bố chứng cứ phạm tội cấu kết. Cao Phẩm vẫn kiên trì chiến lược lớn, không quyết chiến toàn diện cùng Tề quốc, tiếp tục làm cho tình hình càng ngày càng khốn nhiễu, thỉnh thoảng lại phái người tập kích quấy rối. Nói trắng ra chính là không để cho nội bộ Tề quốc có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 2085, Nguyên Phi kháng cự 1. Đồng thời phát lời chiêu mộ dân Tề quốc chạy nạn, vốn đã chịu đủ khổ sở trong chiến loạn, nói lãnh địa lương thực ở vệ quốc sung túc, nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Bên cạnh đó còn bịa đặt lời đồn, nói những người tháo chạy trước đây hiện tại đã sống một cuộc sống rất tốt. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn a, cũng là dao găm nhằm vào yếu điểm. Trước đó quân Tề và quân Tần cướp đoạt lương thảo, rất nhiều dân chúng Tề quốc bị liên lụy, đã sắp sửa không sống nổi nữa rồi. Cái gì mà đất nước với không đất nước, cũng không qua khỏi mạng sống là trọng yếu nhất, lưu dân đua nhau đi tới vệ quốc. Nhân tài là căn bản là khôi phục sản xuất làm nông, không có đủ nhân khẩu sẽ không có căn bản. Nhưng Tề quốc có thể làm được sao? Tề quốc không giống như những quốc gia khác, trên thảo nguyên khắp nơi là đường, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Chặn lại thì phải làm thế nào đây, có thể cung cấp bao nhiêu lương thực để sống sót? Cao Phẩm cũng muốn nhìn xem thử lương thảo trong tay quân Tề và quân Tần có thể kiên trì được bao lâu, có thể kiên trì nửa năm thì hao ngươi nửa năm, có thể kiên trì một năm thì hao ngươi một năm, dù sao ta hao được rất tốt. Nói thẳng ra là hắn muốn binh không đánh mà thắng. Hạo Chân đăng vị, muốn ngăn cơn sóng dữ. Trước tiên là đặc xá cho những chư hầu có câu thông cùng Tấn Quốc, bảo đảm cho dù trước kia như thế nào, sau khi hắn thượng vị đều bỏ qua mọi chuyện cũ, với ý đồ trước hết phải ổn định được lòng người. Nhưng tình trạng vô vọng, hàng trăm hàng ngàn vết thương, bên trong đã là ác tính tuần hoàn, kéo dài càng lâu càng bất lợi. Ai cũng có thể nhận ra Tề quốc muốn lung lay sắp đổ. Đại thế đã mất, chỉ còn lại kéo dài chút hơi tàn. Sâu dưới lòng đất, Vân Cơ lại lần nữa khai ra một gian mật thất đơn độc, Viên Cương hai tay để trần đứng trung bình tấn. Bụng gồ lên bán cầu thể, gồ lên qua lại không nghỉ, trong lỗ mũi xương đỏ tươi phát ra tiếng hô hô như kéo lò tuần hoàn không ngừng. Huyệt vị bên ngoài thân tới tới lui lui ra vào như tiểu xà vậy, hầu hết đều tụ tập đến chỗ cánh tay cụt. Pháp nhãn mở ra có thể nhìn thấu, linh khí đến từ trong chỗ u minh không ngừng được Viên Cương hấp thu vào trong cơ thể. Theo thời gian từng ngày trôi qua, bờ vai tại cánh tay đứt kia sớm đã mọc ra dọc theo người, bàn tay cũng đã mọc ra lan tràn, tiếp theo thịt lùi nhuyễn động đang không ngừng bện ra ngón tay. Dường như vì cung cấp cho huyết lượng quá lớn, làn da màu đỏ của Viên Cương đã biến sắc, đầu tiên là trắng bạch, sau đó trở nên vàng như nến. Mà miệng mũi hít thở huyết vụ tuần hoàn cũng dần dần biến sắc, dần dần thay đổi trở thành màu vàng nhạt. Chỗ thịt lồi nơi ngón tay đứt dường như cũng biến hóa, tốc độ nhúc nhích dần dần nhanh hơn, rõ ràng tiến độ khôi phục nhanh hơn. Khoảnh khắc năm ngón tay khôi phục hình dáng như lúc ban đầu, khoảnh khắc lại nhìn thấy thịt lồi nhúc nhích, trong cổ họng Viên Cương dường như không nhịn nổi liền ho khan một hồi, bộ ngực phập phồng kịch liệt trong giây lát, không ngờ lại sặc ra một ngụm kim sắc vũ khí. Kim sắc vũ khí bắt đầu tuần hoàn qua lại trong lỗ mũi, mơ hồ bạo phát ra động tĩnh nhấp nhô như sấm. Hít sâu một ngụm, kim vụ hoàn toàn thu nạp nhập vào phế phủ, sau đó bán cầu thể sôi sụp trên bụng dần dần bình phục. Viên Cương chợt mở mắt, trán lộ ra một tinh quang hùng hồn. Khoảnh khắc bộc lộ ra tinh khí thần, sau đó dần dần thu liễm. Song trưởng giãn ra đột nhiên dùng lực nắm tay, khớp xương bạo phát ra tiếng giòn vang tựa như tiếng hồi âm. Trước án, Ngưu Hữu Đạo đang xem tin tức các nơi, hơi có vẻ suy tư. Vân Cơ ở cạnh đó quay đầu, chợt giật mình, sững sờ nhìn Viên Cương từ dưới lòng đất đi ra, từ từ giơ tay lên đập đập vào vai của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn nàng một cái, tiếp đó quay đầu nhìn theo hướng nàng đang nhìn. Trong nháy mắt chợt ngây ngẩn cả người, tiếp đó từ từ đứng lên, nhìn Viên Cương giống như nhìn một con quái vật vậy. Không còn thấy hầu tử mặt đỏ, toàn thân trên ở trần của Viên Cương có nước da màu vàng nhạt, mặt đỏ biến thành mặt vàng. Tình huống gì đây? Ngưu Hữu Đạo thốt ra một câu. Viên Cương đưa song trưởng ra nhìn, nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Ngưu Hữu Đạo đi tới, đi vòng quanh Viên Cương, phát hiện màu da của cánh tay trần không khác gì với màu da thân thể. Nói làn da màu vàng nhạt để hình dung có lẽ không thích hợp, mà nói màu đồng cổ cũng không thích hợp, màu sắc không già như vậy, trái ngược với sắc màu đồng mới. Si vưu vô phương, Ngưu Hữu Đạo thì thầm một tiếng, phát hiện Viên Cương luyện tập ngạnh khí công đã nhiều lần vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay mới mọc của Viên Cương, cứ nhéo đi nhéo lại một hồi. Sau khi xác nhận không có gì lạ, Ngưu Hữu Đạo chợt phát hiện phản ứng của Viên Cương là lạ, lại nhìn Vân Cơ trừng trừng. Vân Cơ bị nhìn, xem ra có chút không được tự nhiên. Đợi Ngưu Hữu Đạo buông tay ra, Viên Cương mới cất bước tiến lên, đi tới trước mặt Vân Cơ, nhìn nàng bằng ánh mắt rất chân thành. Vân Cơ không được tự nhiên, hỏi: "Làm gì vậy?" Viên Cương nắm hai tay lên: "Ta muốn thử tìm ngươi một chút." Vân Cơ cảnh giác hỏi: "Thử cái gì?" Viên Cương đáp: "Theo giúp ta thí luyện một chút." Hắn là một trong những người biết được thực lực của Vân Cơ, biết được mới đưa ra lời yêu cầu này, không khỏi khiến Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ đưa mắt nhìn nhau. Trong Thiên Ma cung không ngừng có tiếng đinh đinh đương đương, Hắc Thạch từ bên ngoài lập tức trở về phục mệnh, hành lễ trước Ô Thường trên kệ đổ mồ hôi như mưa. "Thánh tôn!" Âm thanh của Ô Thường nghe như phản xạ từ trên vách đá đối mặt. "Lã Vô Song vẫn chưa trở về ư?" Hắc Thạch đáp: "Đã xác nhận nhiều lần rồi, cửa ra vào bên kia thánh cảnh. Thời gian gần đây, người của chúng ta chưa hề lơ là điều tra mặt mũi của người ra vào, xác định là Lã Vô Song chưa từng trở về." Ô Thường dừng tay lại bên trong sống. "Yêu ma lĩnh bên kia, Viên Cương trở về chưa?" Hắc Thạch hồi đáp: "Người của ma giáo vẫn đang tìm kiếm. Thám tử bên Mao Lư Sơn Trang báo rằng Mao Lư Sơn Trang vẫn bí mật tìm kiếm tung tích của Viên Cương." Ô Thường lắc mình hạ xuống, nhìn chằm chằm vào Hắc Thạch, nói: "Xem ra Lã Vô Song biết được sự tồn tại của đệ ngũ giới." Hắc Thạch có chút kỳ quái: "Làm sao Lã Vô Song biết được bí mật này, chẳng lẽ là có người để lộ bí mật trên ma điển?" Ô Thường khẽ lắc đầu: "Có thể loại trừ khả năng này, nếu Lã Vô Song biết được bí mật trên ma điển, sẽ không chờ đến lúc này mới đi tìm Viên Cương, y đã sớm hành sự theo bí pháp trên ma điển. Ta cũng thấy chuyện này có điều kỳ quái, làm sao mà Lã Vô Song lại biết được hạt hoàng có thể ra vào đệ ngũ giới. Hắc Thạch, Thánh Tôn, nếu Lã Vô Song tiến vào đệ ngũ giới, vậy có thể gây ra sự việc gì bất lợi cho Thánh Tôn hay không? Ô Thường trấn an, lo xa quá rồi, ta đã thăm dò qua đệ ngũ giới một lần, không có manh mối gì, bí mật thật sự ta đã hiểu rõ, đối với Lã Vô Song cũng không tác dụng gì. Nếu không sao ta lại dùng cho Lã Vô Song dễ dàng mang viên cương đi. Hiện tại ta chỉ lấy làm lạ là Lã Vô Song mất tích hơn nửa tháng vẫn không thấy bóng dáng. Cho dù tiến vào đệ ngũ giới, dựa vào tu vi của nàng ấy, đáng giá để dừng chân tại đệ ngũ giới lâu như vậy sao? Hắc Thạch nói, tên viên cương kia rất cứng miệng, trước đó rơi vào tay Lã Vô Song chết sống cũng không theo. Lần này chưa chắc Lã Vô Song có thể khiến cho hắn khuất phục, có lẽ đến tận bây giờ cũng không làm cho tên viên cương đó nhượng bộ đáp ứng, vì thế mà chậm trễ. Ô Thường, nếu như vậy, Lã Vô Song không thể lộ diện, chẳng lẽ nàng ta không lo lắng những người khác nhân cơ hội làm loạn với thế lực của nàng? Hắc Thạch ngẫm lại cũng thế, chần chờ nói, có phải là viên cương dẫn nàng vào rồi, lại không chịu dẫn nàng đi ra hay không? Chương 2086, Nguyên Phi kháng cự 2. Ô Thường bày tỏ hoài nghi, có thể như vậy không? Nếu không khống chế nổi viên cương, biết được đi ra sẽ phiền toái, nàng ta không dám tùy tiện đi vào đệ ngũ giới. Hiện giờ ta lo lắng Lã Vô Song đi vào đệ ngũ giới dù sao cũng phải có mục đích a. Có phải là Lã Vô Song còn biết được một số bí mật ghi lại bên ngoài ma điển hay không? Nếu thật sự là như thế, bí mật sẽ như thế nào, đáng giá để nàng ta sống chết cũng không để ý đến thế lực bên dưới. Sau đó quay đầu lại tiếp, thả tin đồn ra, thăm dò sâu cạn. Hắc Thạch thỉnh giáo, thả tin đồn thế nào? Ô Thường nói rằng Lã Vô Song đã chết trên tay hạt hoàng. Hắc Thạch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đã minh bạch dụng ý của hắn. Nếu Lã Vô Song vẫn chưa tiến vào đệ ngũ giới, nghe được tiếng đồn nhất định sẽ lộ diện không lẩn tránh. Nếu như tiến vào còn chưa đi ra, cho dù Lã Vô Song đang tìm bí mật gì, hoặc là có thể tìm được bí mật gì, mấy nhà thấy Lã Vô Song vẫn không lộ diện như thế, sợ là sẽ nhẫn nại không được, đến lúc đó liên thủ trước tiên diệt trừ thế lực Lã Vô Song cũng không phải là chuyện xấu. Thánh Tôn anh minh, hay lắm, ta nên đi an bài đây. Hắc Thạch chắp tay đáp lại, bỗng nhắc nhở. Đúng rồi, Thánh Tôn, mới vừa nhận được tin tức, sư đồ quỷ y Hắc Ly ba người bị người của Nguyên Sắc đón đưa đến Đại Nguyên Thánh Địa rồi. Ô Thường hừ một tiếng, khinh thường nói, chắc là đang chơi đùa trò con mắt chó của hắn a. Trong Đại Nguyên Thánh Điện, vô tướng bị ép cởi chiếc đấu lạp nón che xuống, để lộ ra hình dáng. Đi vào nơi này, không thể lén lút giấu giếm hình dáng. Nguyên Sắc độc nhãn một mắt thần sắc cứng đờ, cười khan phất tay nói. Mang lên đi, cứ mang lên đi. Thật sự là hình dạng của vô tướng có chút ghê tởm, dù sao không nhìn sẽ tốt hơn. Vô tướng tuân mệnh, lặng lẽ đeo đấu lạp lên trên miếng vải đen rũ xuống. Tiếp đó Nguyên Sắc lại nhìn chằm chằm vào quỷ y, cười híp mắt nói. Hắc Ly nha, nghe nói người muốn tìm kiếm trong đệ tử của ta. Quỷ y buông tiếng thở dài. Trước đây hao tốn không ít thời gian, tìm được không ít, nhưng một mực không tìm được hợp. Thánh Tôn bên này thúc giục ta nhanh chóng, ta cũng sợ trễ nải không làm nổi. Sau đó nghĩ lại, cảm thấy có thể là ý nghĩ của mình sai lầm chăng? Nói đến chỗ này thì cố ý dừng lại. Quả nhiên Nguyên Sắc hỏi tới, sao lại có sai lầm? Quỷ y tiếp lời, nếu là người bình thường, ta tìm người tạm thời thay đổi là được, nhưng với Thánh Tôn thật không dám lấy lệ. Trong thời gian qua hao lực kiếm tìm, phát hiện muốn tìm được người thích hợp hoàn toàn gần như là không thể. Sau đó nghĩ lại mới phát hiện, hẳn là mục tiêu mình cần tìm có sai lầm. Nhục thân của tu sĩ và nhục thân của phàm nhân ít nhiều cũng có chút chênh lệch đấy, e rằng phải tìm tu sĩ trong quân mới thích hợp nhất. Nguyên Sắc hỏi, chuyện đó có liên quan gì tới đệ tử của ta? Quỷ y nói, không phải nhất định cần phải là đệ tử của Thánh Tôn, tìm trong tu sĩ khẳng định sẽ thích hợp hơn phàm nhân. Chỉ có điều muốn tìm được hợp cao hơn, khả năng có thể tu hành công pháp tương tự với Thánh Tôn người sẽ tốt hơn nữa. Ví dụ như, người tu hành hỏa tính công pháp so với tu hành thủy tính công pháp nhất định là khó có thể hợp cùng nhau đi đến cùng, dĩ nhiên là người tu hành công pháp hỏa tính sẽ thích hợp hơn. Nguyên Sắc nghe xong khẽ gật đầu, nói có lý, chiếu theo ngươi nói thì bây giờ nên làm gì? Quỷ y vội nói, tìm trong tu sĩ, không dễ hạ thủ so với người phàm, năng lực dược cốc có hạn, chỉ sợ Thánh Tôn phải an bài tu sĩ thiên hạ, từng người đến tiếp nhận sự hợp kiểm tra của tại hạ mới được. Nguyên Sắc hơi cau mày, an bài tu sĩ thiên hạ tiếp nhận kiểm tra, việc này đừng nói là quỷ y, ngay cả hắn an bài tựa hồ cũng có chút phí sức, vì thế hỏi. Không phải ngươi phải nói kiểm tra từ trong đệ tử của ta sẽ dễ dàng tìm được hợp sao? Cái này, quỷ y tỏ ra do dự, đệ tử của Thánh Tôn, tại hạ thật sự là không dám. Nguyên Sắc cười ha ha, nói, đã đến nơi này rồi, kiểm tra một chút, nhìn một chút cũng không sao a. Hơn nữa, chưa chắc là có thể có thích hợp đúng hay không. Quay đầu sang nói với đám người Nguyên Phi ở cạnh bên. Cho Hắc Ly thử một chút, xem đường điều trị của hắn có phải đúng đích hay không, cũng cần cho quyết định bước kế tiếp nên an bài như thế nào cho đúng. Hắn nói ra lời như vậy, Nguyên Phi sợ hết hồn hết vía, cố nặn ra nụ cười gượng ép. Thánh Tôn nói có lý, Nguyên Sắc, vậy cứ làm như vậy đi, ngươi đi an bài một chút, cho mọi người có liên quan tiếp nhận kiểm tra. Vâng, Nguyên Phi đáp ứng, ngược lại mỉm cười với thấy trò quỷ y, đưa tay mời. Tiên sinh, mời đi theo ta, thái độ tương đối hòa ái không ít so với lúc ở dược cốc trước đó. Không còn cách nào, nàng ta cũng là một trong những người được truyền thừa công pháp của Nguyên Sắc. Trước đó dám tùy ý khiển trách quỷ y, hiện tại thật không dám rồi, có phần còn sợ nữa. Ba thầy trò bái biệt Nguyên Sắc, đi theo Nguyên Phi. Sau khi an trí ba người xong xuôi, Nguyên Phi vốn cho ba người nghỉ ngơi trước, đợi nàng ta triệu tập đủ đội ngũ tương quan sẽ bắt đầu. Ai ngờ quỷ y tới nói, việc của Thánh Tôn không dám trễ nãi, người đã đông đủ sợ nhất thời cũng không giúp được. Hiện tại có bao nhiêu người tại Thánh Địa có thể được bắt đầu trước, kiểm tra từng phần một. Ngài thấy thế nào? Nguyên Phi cười nói, tốt, vậy cứ theo ý của tiên sinh đi, ta triệu tập người Thánh Địa đến đây ngay bây giờ. Quỷ y thật có chút dọa người, vậy trước tiên bắt đầu từ ngươi đi. Ta, Nguyên Phi giật mình, quả thật sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lo lắng cố nở nụ cười, nói. Ta là nữ nhân, sợ là không thích hợp a. Quỷ y liền trấn an, con mắt mà thôi, nam nữ không liên quan gì. Ngữ khí của Nguyên Phi hơi có lạnh ý. Hắc Ly, ngươi cảm thấy ta có nhất định tiếp thụ kiểm tra sao? Quỷ y, hết thảy toàn bằng Thánh Phi an bài. Nếu Thánh Phi cảm thấy mình có thể ngoại lệ, tiểu lão nhi cũng không miễn cưỡng. Lời vừa nói ra, Vô Tướng và Vô Tâm đều căng thẳng tiếng lòng. Nhất là Vô Tâm, không ngờ sư phụ lại trực tiếp như thế, không ngờ lại chạy thẳng tới mục tiêu như thế, không hề lan man vòng vo chút nào. Trong lúc Nguyên Phi đưa mắt nhìn xuống, quỷ y lại bổ sung thêm một câu. Thánh Phi không nên hiểu lầm, tiểu lão nhi làm nghề y chỉ để ý hiệu quả, không có những ý khác. Ai ngờ Nguyên Phi không để cho mình bị đẩy đi lòng vòng. Ta cũng không cần kiểm tra, vậy an bài những người khác đến đây, chờ đi. Buông ra một câu xong xoay người rời đi ngay. Không còn người ngoài, bấy giờ Vô Tâm mới xích tới gần đến bên cạnh quỷ y, thấp giọng nói. Đều là sai lầm của đệ tử, làm phiền hà đến sư tôn. Đệ tử, quỷ y giơ tay lên ngăn lại. Việc đã đến nước này, nói đúng sai gì nữa cũng không thể quay đầu lại. Người đã tới nơi này, không nên nói đã nói, chỉ cần Lam Minh bên kia lộ ra ngoài, thầy trò ba người ta và ngươi phải chết không có chỗ chôn. Ngươi có theo hay là không theo? Ta nói rồi, có những chuyện chúng ta không trêu chọc nổi, không đơn giản như ngươi nghĩ a. Nhưng mà ngươi không nghe, càng muốn quấn vào. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể là đi một bước lại nhìn một bước mà thôi. Vô Tâm chán nản vô cùng, không chờ đợi nhiều, Nguyên Phi liền triệu tập một đám người đến đây. Thầy trò ba người bắt đầu loay hoay bận rộn bình bình lọ lọ. Phương pháp kiểm nghiệm cũng rất đơn giản, không để cho mọi người bị tội gì, chỉ lấy một chút máu thịt của mỗi người mà thôi, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng vậy. Một đám người bắt đầu không biết triệu tập bọn họ để làm gì, sau khi gặp quỷ y, đại khái đã có chút suy đoán, ít nhiều cũng biết một chút thủ đoạn điều trị quỷ dị của quỷ y ấy mà thôi, ngầm có thể nói lòng người bàng hoàng. Chương 2087, quỷ y rất cương liệt một. Đợi những người này lui xuống, ba thầy trò tiếp tục làm bộ bận rộn, tiến hành kiểm tra lấy mẫu đối với mỗi người một cách cẩn thận. Vô Tướng chỉ là trợ thủ, người thật sự được xưng là đệ tử chân truyền của quỷ y tại toàn bộ dược cốc này, thật ra chỉ có một mình Vô Tâm mà thôi. Việc lấy mẫu kiểm tra, ước chừng ba thầy trò bận rộn đến tận đêm khuya mới xem như xong việc. Sáng sớm ngày hôm sau, đích thân Nguyên Sắc hạ cố tới điểm dừng chân của ba thầy trò, hỏi thăm tình hình ra sao. Quỷ y đưa ra ba cái bình được viết chữ nổi, không ngoài dự đoán, người tu luyện công pháp tương đồng với Thánh Tôn, quả nhiên độ hợp cao hơn không ít, đã tìm được ba cái có thể thích hợp. Thích hợp, cái gì gọi là thích hợp, chuyện này cũng có thể thích hợp. Nguyên Sắc miệng cười nhưng trong lòng không muốn cười chút nào, cầm lấy ba cái bình, lần lượt nhìn tên viết ở bên trên, sau đó đặt bình xuống, hỏi. Hay nói cách khác, ba bình này đều không thích hợp nhất. Quỷ y gật đầu, ít nhất là tốt hơn so với phàm phu tục tử bình thường một chút. Nguyên Sắc quay đầu lại hỏi Nguyên Phi, người tại Thánh Địa đều dẫn tới kiểm tra qua rồi chứ? Nguyên Phi đáp, đúng thế, những người còn lại đều ở ngoài Thánh Địa, đã truyền tin cấp cho đám Hoắc Không, xem ra trong vòng 3 ngày là có thể chạy đến. Nguyên Sắc khẽ gật đầu, ai ngờ quỷ y lại lên tiếng, lời Thánh Phi không thật, ngay trước mặt Thánh Tôn, nói phải rõ ràng, ngoảnh lại không thể nói tiểu lão nhi không có tận lực. Vô Tâm nghe sợ hết hồn hết vía, đại khái đoán được sư phụ muốn nói gì, phát hiện đây là sư phụ không thèm đếm xỉa tới rồi vậy. Nào ngờ quỷ y cũng không có biện pháp, giống như kiểu chính hắn nói với Vô Tâm, bị Lam Minh theo dõi, đã đi sai một bước, đã không có cách nào quay đầu lại. Sự việc vẫn không có được kết cục tốt, chỉ có thể là làm hết sức mà thôi. Nhưng Nguyên Phi kháng cự kiểm tra, không ở ngay mặt Nguyên Sắc nói ra. Hắn không có cách nào miễn cưỡng Nguyên Phi, đến lúc đó sẽ không có biện pháp xuống tay với Nguyên Phi, có nghĩa là cũng không có cách nào hoàn thành thông báo với Lam Minh bên kia, kết quả như vậy không tốt đẹp được rồi. Sắc mặt của Nguyên Phi khẽ biến thành rét lạnh, Nguyên Sắc nghe vậy nhìn xem phản ứng của quỷ y một chút, sau đó nhìn phản ứng của Nguyên Phi, liền nhận ra vấn đề trong đó, bấy giờ mới vui vẻ nói. Hắc Ly, có lời gì không ngại nói thẳng, trước mặt ta không cần phải giấu giấu giếm giếm. Quỷ y vội nói, chuyện này tiểu lão nhi không dám nhiều lời, vẫn là phải nhìn xem thái độ của Thánh Phi. Ngụ ý là hãy hỏi Nguyên Phi. Nguyên Sắc lập tức có thêm hứng thú, nhìn Nguyên Phi rồi cười ha ha, nói. Lời nói không minh bạch, đây là thế nào? Nguyên Phi liếc nhìn trong ánh mắt quỷ y lóe lên một chút oán hận, tiếp đó thản nhiên nói. Hồi Thánh Tôn, cũng không có gì, Hắc Ly cũng nạp ta vào trong phạm vi kiểm tra, ta cảm thấy không cần thiết. Nàng ta cũng nói thẳng lời, biết được quỷ y nói phá sự việc này, dựa vào sự khôn khéo Nguyên Sắc thì không thể lừa gạt được. Nguyên Sắc đã hiểu, liền thốt lên vậy à một cách ý vị thâm trường, ánh mắt độc nhãn hơi lắc mạnh, vuốt cằm nói. Quả thật là không cần thiết. Quỷ y vừa thấy tình hình có chút khác thường, phát hiện Nguyên Sắc thiên hướng không bình thường về phía Nguyên Phi. Sao hắn có thể để như vậy, thật muốn ngồi xem, quay đầu lại Lam Minh bên kia sao có thể dễ dàng tha thứ, lúc này lên tiếng. Thánh Tôn nói đúng lắm, chẳng qua là Thánh Tôn có đạo lý của Thánh Tôn. Tiểu lão nhi thân là thầy thuốc đối mặt bệnh hoạn luôn luôn là luận sự, không nói chuyện giấu giấu giếm giếm kia. Chữa theo bệnh, nói lời nói suông không có bất cứ lợi ích nào. Theo tiểu lão nhi thấy, rất có thể Thánh Phi là một người hợp tốt nhất cùng Thánh Tôn. Lời vừa nói ra, Vô Tâm cũng không dám thở mạnh a, phát hiện sư phụ quả thực cứng rắn. Cứng rắn như vậy không khỏi quá mức kiên cường khí khái a. Nguyên Phi trầm mặt xuống ngay tức khắc, lạnh lùng nói. Hắc Ly, ngươi có ý gì? Đây không phải là muốn sống mái với ta đúng hay không? Quỷ y vội lên tiếng. Thánh Phi nói quá lời. Tiểu lão nhi nói, đối mặt trước bệnh hoạn, tiểu lão nhi luôn luôn luận sự. Nguyên Phi chỉ tay ra, nói. Cái gì luận sự, ta xem đó là nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi nhìn ta không vừa mắt, muốn nhân cơ hội muốn báo thủ oán riêng. Quỷ y cũng sa sầm sắc mặt ngay tại chỗ, đáp lại. Thánh Phi, lời này của ngươi xem ra tiểu lão nhi không thích nghe. Tiểu lão nhi nói rồi, chữa bệnh dựa y theo tổn thương, nói suông vô ích. Tiểu lão nhi chỉ nói sự thật, tiểu lão nhi và Thánh Phi cũng không oán không cừu, làm sao lại báo thủ oán riêng được chứ? Nguyên Phi đối đầu gay gắt, ngươi chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ai hợp hay không, còn cần đến hao thời hao lực kiểm tra tìm từng người một hay sao? Trực tiếp đi một chuyến trong đám người chẳng phải là có thể xong việc đó sao? Có bản lãnh này, lại chơi đùa cho tới bây giờ, ngươi giải thích thế nào? Ánh mắt Nguyên Sắc lóe lên, độc nhãn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào quỷ y. Đây cũng là chỗ nghi ngờ trong lòng hắn. Vô Tướng và Vô Tâm lập tức âm thầm lo lắng, bị lời của đối phương trò trúng nơi yếu hại, không biết sư phụ sẽ ứng đối ra sao. Quỷ y vỗ một chưởng lên bàn, dường như là thầy thuốc phát cáu lên, đột nhiên giận dữ nói. Thánh Phi, ngươi đang nói những lời không đúng với chức nghiệp. Ngươi không hiểu, ta không tính toán với ngươi. Nếu ngươi không nguyện tiếp thụ kiểm tra, vậy thì thôi, không đáng phải vũ nhục lão phu như vậy. Nếu cảm thấy ta không thể giải quyết được tổn thương của Thánh Tôn, không bằng hãy mời cao minh khác. Tiếp theo quay đầu quát hai gã đồ đệ, còn đứng ỉ ở chỗ này làm gì nữa, còn không thu dọn đồ đạc đi. Vô Tướng và Vô Tâm nhìn nhau, lúc này động thủ đi thu thập mấy thứ bình bình lọ lọ kia. Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, Hắc Ly, ngươi xem Đại Nguyên Thánh Địa là nhà ngươi không bằng, tùy ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là đi được sao? Lúc này hai tay quỷ y vén tay áo lên, giận dữ nói. Lão phu làm nghề y nhiều năm, chưa từng thấy một người không nói lý như người đây. Ngươi nghĩ ra sao, lão phu tùy thời phụng bồi. Nguyên Phi tức giận, chưa từng thấy có người dám lớn lối tại Đại Nguyên Thánh Địa như thế, đang muốn động thủ, ai ngờ Nguyên Sắc đưa tay khẽ ngăn lại. Ai, có lời nói lời, có lý nói lý. Mọi người không oán không cừu, một lời không hợp liền đánh giết giết đấy, truyền ra ngoài làm trò cười cho người ta. Tất cả hãy bình tĩnh lại, người nào còn dám lỗ mãng, đừng trách bản Thánh Tôn không khách khí. Vẻ mặt của Nguyên Phi trở nên căng thẳng, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào quỷ y, không lên tiếng. Quỷ y cũng dựng râu chừng mắt nhìn nàng, ra vẻ như tức giận. Nguyên Sắc ngược lại vui vẻ nói với Quỷ Y, Hắc Ly, Nguyên Phi nói không phải là không có đạo lý. Nếu ngươi có thể vừa nhìn là thấu đáo, vừa không cần mất công phu đúng hay không? Nếu ngươi nói nàng không phải là người trong nghề, vậy ngươi không ngại giải thích một chút theo lời của người làm nghề. Giải thích rõ, không phải mọi chuyện sẽ trôi qua hay sao, nhún nháo lào xào không giải quyết được bất kỳ việc gì. Ngươi nói có đúng hay không? Gương mặt căng thẳng, cơn tức giận của Quỷ Y dần biến mất, cuối cùng chậm rãi nói. Bình thường thầy thuốc, làm nghề y không rời bỏ 4 pháp vọng, văn, vấn, thiết nhìn, nghe, hỏi, cắt. Ta không thể không dùng pháp quan vọng để nhận ra bệnh trạng. Pháp mục chắc có sự khác biệt giữa kinh nghiệm và bản lĩnh của các thầy thuốc, có thể nhận ra điểm nào đó cũng khác nhau. Còn pháp mục chắc chỉ là một phương thức phụ trợ, đều không phải là kết quả kết luận cuối cùng. Vì thế Tiểu Lão Nhi mới hy vọng Thánh Phi cho Tiểu Lão Nhi kiểm tra một chút, dựa vào đó mới có xác nhận. Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, phô trương mê hoặc, rõ ràng là nàng không tin. Chương 2088, Quỷ Y rất cương liệt 2. Quỷ Y giải thích thêm, đạo lý dễ hiểu như thế, nói ra người cũng không hiểu, nếu nói tiếp thâm ảo chút ít, người càng nghe càng không hiểu. Nếu như cảm thấy lời Tiểu Lão Nhi không thông, vậy cũng đơn giản, không ngại dùng sự thật để chứng minh. Không bằng như vậy đi, Thánh Phi có thể tìm vài phụ nữ thế tục có thai tới đây, lão phu không tiếp xúc, cũng không thi pháp dò xét, chỉ cần cho phép Tiểu Lão Nhi dùng pháp vọng, tới gần để đánh giá. Lão phu có thể nhận ra bào thai trong bụng của những phụ nữ có thai ấy là nam hay nữ, có mang mấy tháng. Nếu sai lầm đồng loạt, không cần Thánh Phi nói thêm lời nào, lão phu nguyện dâng đầu trên cổ, không một câu oán hận. Lời này vừa nói ra, Nguyên Phi á khẩu không trả lời được, theo bản năng liếc nhìn Vô Tướng mang đấu lạp. Nguyên Sắc cũng theo bản năng, nhìn Vô Tướng trong giây lát, đều biết thân phận nguyên bản của vị này, chính là Quỷ Y từ Nguyên Triệu Quốc Kim Châu Phủ Thứ Sử đưa về. Lúc chuyện xảy ra thì chỉ có Quỷ Y dùng một cái nhìn là nhìn thấu trong bụng Hải Như Nguyệt chính là nam thai, là sự tình rất thần kỳ. Cần phải biết ngay lúc đó Hải Như Nguyệt có ý che giấu, người ngoài căn bản không biết rằng Hải Như Nguyệt đang mang bầu. Nhưng Quỷ Y vừa nhìn đã biết, mà Hải Như Nguyệt khi đó bụng còn chưa nhô lên, Quỷ Y có thể nam thai. Kết quả sau khi sanh ra quả nhiên là một nam hài. Nhãn lực y thuật bực này không thể không khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không phải Quỷ Y nhắc tới pháp biện nhẫn như vậy, gần như ở đây đều quên mất chuyện xưa. Hiện tại vừa nhắc tới, mọi người nhớ lại liền mất đi lòng nghi ngờ quá lớn về pháp vọng của Quỷ Y. Nguyên Phi còn có thể nói cái gì? Và lại Quỷ Y phô trương mê hoặc dường như cũng không nói được. Dường như người ta đích xác rất có nghề, thật sự dáng vẻ rất chuyên nghiệp, thật sự muốn tỉ đấu, làm không được sắp bị mất mặt đến nơi rồi. Vô Tướng và Vô Tâm thì biết những lời của sư phụ thuần túy là khinh người không hiểu, nhìn thấu phụ nữ đang hoài thai là nam hay là nữ cũng có thể nhìn được. Nhưng nếu nói có thể vừa nhìn liền biết nhãn cầu di thực có hợp hay không, điều đó không khỏi quá khoa trương rồi a. Thật muốn có bản lãnh đó, trước giờ sư phụ cũng không cần thiết phải lấy đi một con mắt thích hợp với Nguyên Sắc từ Tề Kinh bên kia. Nói trắng ra là, vì nhãn cầu di thực của Nguyên Sắc, bên này đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Thôi được rồi, giảng đạo lý mà thôi, nói cái gì mà dâng đầu người trên cổ đấy, không khỏi quá đáng đi. Việc kiểm tra cha Nguyên Phi coi như xong, Nguyên Sắc phất tay áo. Lão Hòa giải y hệt như phủi mọi việc cho qua, quay đầu hỏi Nguyên Phi. Còn bao nhiêu người tương quan ở bên ngoài? Còn có mười mấy người, trong vòng 3 ngày có thể toàn bộ đến nơi. Nguyên Phi trả lời rất bình tĩnh, nghe thấy không cần kiểm tra qua nàng ta, nhưng trái tim treo chưa hề buông xuống, bởi vì Quỷ Y nói nàng là hợp tốt nhất. Nguyên Sắc, ngươi sắp xếp an bài người đến cho tốt a. Nguyên Phi, vâng, Nguyên Sắc nói khách sáo cùng Quỷ Y một câu, sau đó xoay người rời đi. Nguyên Phi đi theo. Còn quay đầu lại liếc nhìn, trong ánh mắt chứa đầy lòng oán hận. Đợi đến không còn ai, Vô Tướng mới thấp giọng nhắc nhở một câu. Sư tôn, lòng dạ đàn bà là ác hiểm nhất, chỉ sợ sau này nữ nhân đó sẽ trả thù. Trả thù, Quỷ Y khá không nghĩ như vậy, cũng thấp giọng trả lời. Ngươi biết cái gì, tâm thái bệnh hoạn lão phu có kiến thức hơn ngươi rất nhiều. Ngươi đừng xem nàng ta hiện tại ngang ngạnh như vậy, sẽ có lúc nàng ta quay đầu lại nhận sai. Bây giờ nàng chưa bị bệnh, đến khi bị bệnh, thương tổn. Nếu muốn lấy được một con mắt của nàng ta quay đầu lại cầu xin ta còn không kịp, lấy gì mà báo đáp phục thù. Cho 10 lá gan nàng cũng không dám, nếu ngay cả chút chuyện này mà vi sư cũng không nắm chắc, thì làm sao dám dễ dàng đáp ứng sư huynh ngươi, sẽ dám dựng râu chừng mắt với nữ nhân ấy. Vô Tướng bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch, khẽ gật đầu, cũng yên tâm không ít. Vô Tâm ở cạnh đó lại thấp giọng nói một câu, sư phụ, Nguyên Sắc không cho kiểm tra Nguyên Phi, Quỷ Y nói. Ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm từng trải thế tục, sau này ngươi cứu chữa được nhiều người, lúc ấy sẽ hiểu. Mỹ nhân đều muốn thanh xuân mãi mãi, đế vương đều muốn trường sinh bất tử, bệnh hoạn đều muốn khôi phục như lúc ban đầu. Miệng hắn nói thật dễ nghe vô dụng, ta nói nên dùng thuốc gì thì hắn phải dùng thuốc ấy. Tiện nhân kia còn dám kêu gào với ta, nếu như đã đắc tội với người rồi, con mắt của ả ta không lấy không được, nếu không thầy trò chúng ta đừng ai nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp. 2 ngày sau, Vô Tâm đã hiểu ý của sư phụ. 2 ngày sau, đồ đệ của Nguyên Sắc, Hoắc Không trưởng lệnh của Phiêu Miếu Các hiện giờ cũng về tới đón nhận kiểm tra. Đợi kiểm tra cũng đã kiểm tra xong rồi, Nguyên Sắc lần nữa đi tới chỗ đặt chân của thầy trò Quỷ Y hỏi kết quả như thế nào. Quỷ Y lần nữa đẩy ra 3 cái lọ có dán tên. Thánh Tôn có thể cân nhắc lựa chọn một cái. Sau khi Nguyên Sắc xem qua tên trên 3 cái lọ, cau mày nói. Vẫn là 3 người lần trước hả? Quỷ Y gật đầu, đúng vậy, người đến sau kiểm tra qua cũng không thích hợp, chỉ có 3 người này hơi thích hợp một chút. Nguyên Phi đi cùng đến, âm thầm cắn răng. Nguyên Sắc hỏi, hơi chút thích hợp, có thể sử dụng sao? Quỷ Y đáp, ít nhất không ảnh hưởng Thánh Tôn bình thường nhìn đồ vật, nhiều lắm hơi có khó chịu, dầu gì cũng có thể dùng tới mấy năm. Có thời gian mấy năm, hẳn đủ để tìm được cái thích hợp, đến lúc đó lại đổi nữa cũng không muộn. Nguyên Sắc nghe đau răng, đây là cái gì? Đây chính là ánh mắt, vì sao trong mắt của người này giống như thay linh kiện bàn ghế thế chứ? Hắn hỏi. Chỉ có thể dùng mấy năm thôi sao? Quỷ Y đáp, Thánh Tôn đã hiểu lầm rồi, Tiểu Lão Nhi nói, dùng mấy năm là dưới tình huống kém nhất, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn có thể sử dụng lâu dài. Nguyên Sắc hỏi tiếp, chẳng lẽ không có biện pháp ổn thỏa hơn sao? Quỷ Y đáp, Thánh Tôn, đạo lý của mọi sự vạn vật thật ra đa số giống nhau, chỉ có thích hợp nhất mới là tốt nhất. Thánh Tôn nếu không phải vội vàng, có thể cho Tiểu Lão Nhi tìm từ từ. Nguyên Sắc hỏi, phải tìm bao lâu? Cái này, Quỷ Y hơi vẻ mặt đau khổ. Khi nào có thể tìm được ai cũng không cách nào kết luận. Tỷ lệ cấy ghép của thánh địa đã coi như là cao, tìm được trong người ngoài, 1 trong vạn người cũng chưa chắc có thể tìm được một người thích hợp. Loại chuyện như vậy phải xem cơ duyên, có lẽ vừa đi ra ngoài là có thể tìm được, có lẽ 3 năm 5 năm cũng chưa chắc có thể gặp được thích hợp. Nguyên Sắc nghiêng độc nhãn liếc nhìn Nguyên Phi, ngươi cảm thấy nàng ta có thể là cấy ghép tốt nhất hay sao? Bờ môi của Nguyên Phi cứng lại, Quỷ Y nói, chỉ dựa vào kinh nghiệm nhìn ra phán đoán, không thể làm kết luận sau cùng, có lẽ là cấy ghép hợp nhất đấy, có lẽ vẫn không bằng 3 người kia, có lẽ là Tiểu Lão Nhi nhìn nhầm, một chút tác dụng cũng không có. Có thích hợp hay không, phải làm kiểm tra xác nhận sau cùng mới được. Nguyên Sắc lúc này vui vẻ nói với Nguyên Phi, Nguyên Phi, nếu không để Hắc Ly kiểm tra xem một chút, nhìn xem nhãn giới của ông ta như thế nào. Sắc mặt của Nguyên Phi khó coi, Thánh Tôn, ông ta đối với thiếp có mang oán hận, kêu ông ta kiểm tra, ông ta phải nói thiếp thích hợp. Quỷ Y trầm giọng nói, Thánh Phi, lời nói này của nàng không khỏi cũng quá ngoài nghề chút ít. Thứ này không phải ta nói thích hợp là có thể thích hợp, đây là trần trị thương bệnh, nhưng không được làm loạn nửa phần. Kết quả điều trị sau cùng như thế nào, bản thân Thánh Tôn có thể tự mình cảm nhận được, đối với chuyện như thế này có thể lừa gạt bịp bợm được sao? Thánh Phi, Tiểu Lão Nhi và nàng không oán không cừu, nàng vì sao nhiều lần chĩa mũi dùi vào thế chứ? Chương 2089, Nữ Sắc. Vì cái gì nhiều lần chĩa mũi dùi vào? Nguyên Sắc lại không ngốc, dĩ nhiên hiểu được đây không phải là cái gì chĩa mũi dùi vào cả, mà là Nguyên Phi không muốn vứt bỏ một con mắt. Đồng thời hắn cũng rất tán thành đối với lời nói của Quỷ Y, kết quả điều trị hắn muốn tự mình cảm nhận, là thật là giả đến lúc đó hắn đều có phán xét. Bàn tay béo ú của hắn nâng lên, vỗ nhẹ về phía sau lưng của Nguyên Phi. Không cần lo lắng nhiều, ta chỉ muốn xem qua một chút nhãn lực của Quỷ Y đại danh đỉnh đỉnh như thế nào, để ông ta kiểm tra một chút đi. Tay trên lưng nàng ta thuận tay đẩy một cái, Nguyên Phi bị đẩy tiến lên 2 bước, răng cắn môi, lại không dám không nghe theo, từ từ giơ tay lên, vươn một ngón tay, nàng ta trước cũng đã gặp qua những người khác lấy mẫu. Quỷ Y lập tức phất tay ra hiệu, 2 tên đệ tử lúc này lấy đồ vật tiến lên, cẩn thận cắt đứt một chút xíu máu thịt từ trên ngón tay của Nguyên Phi. Thấy xong việc, Nguyên Sắc viện cớ không quấy rầy nữa, dẫn Nguyên Phi đi. 2 người ra khỏi đình viện, Nguyên Sắc lập tức gọi Hoắc Không đến, dặn dò hắn trông coi nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy thầy trò Quỷ Y, bao gồm cả Nguyên Phi trong đó. Hắn bảo Hoắc Không ở chỗ này chờ kết quả kiểm nghiệm của Quỷ Y, vừa có kết quả lập tức báo cho hắn biết. Hoắc Không dĩ nhiên lĩnh mệnh hành sự. Sau gần nửa ngày, Hoắc Không vội vã rời đi từ đình viện, chạy thẳng tới thánh điện, tìm được Nguyên Sắc, ngay trước mặt Nguyên Phi, cúi người lẩm bẩm bên tai Nguyên Sắc. Sư tôn, kết quả kiểm nghiệm cho ra, hoàn toàn thích hợp, chính là người lựa chọn tốt nhất. Nguyên Sắc nằm trên ghế mừng rỡ, độc nhãn nghiêng qua liếc Nguyên Phi, lúc này trách cứ. Nơi này không có người ngoài, không cần lén lút, cứ nói rõ ràng ra. Hoắc Không ngẩn ra, ngay sau đó lớn tiếng nói. Sư tôn, Quỷ Y đối với kết quả kiểm nghiệm của Nguyên Phi, hoàn toàn thích hợp, chính là người lựa chọn tốt nhất. Trong lòng của Nguyên Phi lột bột, có cảm giác không rét mà run. Nguyên Sắc hỏi lại, không có lầm lẫn gì chứ? Hoắc không đáp, Quỷ Y cũng sợ có sai lầm, lặp đi lặp lại kiểm nghiệm xác minh qua, xác nhận không có sai sót gì. Nguyên Sắc nói, xem ra lão già kia quả thực có vài phần nhãn lực. Hắn giơ tay lên ra hiệu Hoắc không lui về sau, quay đầu lại nói với Nguyên Phi. Ái Phi yên tâm, chuyện này không có quan hệ gì với nàng, ta nói chỉ là nghiệm chứng một chút nhãn lực của Quỷ Y như thế nào thôi. Giờ này thật ra đã có chút ít lòng tin đối với việc ông ta tìm được con mắt thay thế thích hợp. Nghe hắn nói như vậy, Nguyên Phi mới chính thức yên tâm. Nhưng mà nàng ta rất nhanh cảm nhận được không khí có chút không đúng, sự việc bên Quỷ Y tìm được con mắt thích hợp, Nguyên Sắc không nói với nàng, liền giao cho người khác đi phụ trách. Bên người của Nguyên Sắc xuất hiện thêm hai tên thiếp thân thị nữ, việc sớm chiều làm bạn dường như không tới phiên nàng. Lý do của Nguyên Sắc là muốn cho nàng ta an tâm tu luyện, thêm nữa bên Vườn Vô Lượng cần người có thể tin được đến trông coi, chuẩn bị cho nàng đi trấn giữ Vườn Vô Lượng. Ngụ ý là bảo nàng giao ra quyền lực mà nàng đang giữ trên tay, giao cho hai tên thiếp thân thị nữ ấy. Tình hình của Đại Nguyên Thánh Địa biến hóa rất nhanh, Nguyên Sắc bắt đầu thổi phồng hai tên thị nữ ấy, Nguyên Phi lập tức liền nếm được mùi vị ấm lạnh của tình người. Thái độ của hai nữ nhân đắc thế đối với nàng cũng từ từ không quá khách khí. Thời gian mới chỉ 2 ngày, nàng ta liền ngay cả thánh điện đều không vào được, muốn gặp Nguyên Sắc lại bị người chắn ngoài thánh điện, nói Nguyên Sắc đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Mùi vị thất thế này không dễ chịu, nàng ta rất rõ ràng, càng khó chịu hơn vẫn còn phía sau, đến lúc đó chỉ sợ có thể giữ được tánh mạng hay không cũng là vấn đề. Tiện nhân nào đó sợ là sẽ không cho nàng có cơ hội đông sơn tái khởi. Cuối cùng Nguyên Phi xông bừa vào trong thánh điện, dùng sức mạnh gặp mặt Nguyên Sắc, nàng chủ động bày tỏ, nguyện ý hy sinh. Nguyên Sắc cảm thấy an ủi, lập tức ra lệnh Hoắc không thông báo Quỷ Y, an bài sự việc cấy ghép con mắt. Sau khi quá trình cấy ghép tốn thời gian gần nửa ngày kết thúc, Nguyên Sắc và Nguyên Phi một con mắt trái đều băng vải trắng ra khỏi phòng điều trị. Quỷ Y cùng đi ở bên báo, nếu phục dùng thiên tế đan, 3 ngày sau con mắt trái của Thánh Tôn có thể bình phục. Được, lại chờ 3 ngày nữa. Nguyên Sắc bật cười ha hả, trong 3 ngày này, thầy trò Quỷ Y dĩ nhiên đừng suy nghĩ rời đi nơi này. Nguyên Sắc ra khỏi tiểu viện, hắn trấn an Nguyên Phi đồng hành. Ái Phi yên tâm, ta đã dặn dò Hắc Ly, toàn lực giúp cho nàng tìm được con mắt thích hợp cấy ghép. Nguyên Phi nhoẻn miệng cười gượng ép, nói lời cảm ơn. Hoắc không đi cùng bên cạnh âm thầm than thở, có thể nói là hắn chính mắt thấy toàn bộ quá trình nhượng bộ của nữ nhân này, sư tôn một chút cũng không miễn cưỡng, nữ nhân này liền ngoan ngoãn nhượng bộ thích hợp. Sau khi Nguyên Phi vội vã về tới gian phòng của mình, nàng đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, mở ra vào che mắt trái nhìn trong gương, thấy lỗ thủng đen trên con mắt trái, lập tức hai tay che mặt, cả người không ức chế được run rẩy. Đối với một nữ nhân mà nói, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp, đột nhiên biến thành hình dạng độc nhãn này, tâm tình có thể tưởng tượng được. Nguyên Phi sau khi lần nữa bịt lỗ thủng của con mắt trái lại, nàng nhìn mình trong gương, suy nghĩ xuất thần, trong đầu chợt không hiểu đã hiện lên cảnh tượng lúc giết chết Đinh Vệ. Nàng ta nói với Đinh Vệ, nàng ta thật ra là thê tử của Nguyên Sắc, kết quả người này mặt lộ vẻ châm chọc. Nàng ta hiện tại dường như đã hiểu rõ Đinh Vệ vì sao lại phản ứng như vậy. Nguyên Sắc sống mấy trăm năm, nàng ta mới sống mấy năm. Nàng ta không ngờ lại thật sự coi chính mình là thê tử của Nguyên Sắc. Đợi nàng lần nữa thu thập tâm tình, chuyện đầu tiên làm chính là trừ đi hai tên thị nữ đắc thế bên cạnh Nguyên Sắc. Nguyên Sắc đối với chuyện này chân chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong mật thất của Mao Lư biệt viện, Như Hữu Đạo khoanh tay đứng trước địa đồ, nỗi lòng ngưng trọng. Ngũ Thánh vẫn chưa bị các loại rối loạn ảnh hưởng, như cũng đẩy tới việc nội bộ của Phiêu Miếu Các kiểm tra đối chiếu sự thật. Tuy rằng trong quá trình nhiều lần bị các loại loạn tượng cắt đứt, nhưng mà sau khi hơi làm chút điều chỉnh, lại tiếp tục đẩy tới kiểm tra đối chiếu sự thật. Tiếp tục như vậy nữa, kiểm tra đối chiếu sự thật bước kế tiếp hẳn đến phiên trên đầu các đại phái. Tuy rằng hắn đã có cách đối phó tránh né, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi đến một bước kia. Giờ này ai cũng biết thế lực sau lưng Nam Châu là Tử Kim Động, một khi Tử Kim Động lén tháo chạy, bên Nam Châu không thể tránh khỏi bị liên lụy, đây là điều mà hắn luôn luôn cực lực tránh khỏi. Ngũ Thánh đều đâu vào đấy, từng bước đẩy tới, làm hắn có áp lực khá lớn ở mặt này. Viên Cương đi tới, lấy ra một phần mật thư đã được dịch xong đưa cho hắn. Viên Cương hiện giờ lần nữa trở về hạng người vốn có, phụ trách các phương diện tình báo tin tức, chỉ có điều hiện tại đã mất đi tự do, không thể đi ra ngoài gặp người nữa. Mật thư là Sa Như Lai truyền đến đấy, nói tới lời đồn vang mạnh gần đây nhất bên trong thánh cảnh, nói Lữ Vô Song đã bị chết trên tay của hạt hoàng. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm mật thư xem xét một trận, hừ hừ nói. xem ra là Ô Thường ra tay rồi. Hắn dứt lời liền xoay người, đi xem một chút vô song thánh tôn của chúng ta đi. Hai người một trước một sau ra khỏi mật thất, đi qua đường hành lang, đi vào một lối dễ chạy trở xuống, đi tới bên trong một gian phòng sâu trong lòng đất. Lữ Vô Song mặc bạch y, trên đầu che vải trắng, đang suy nghĩ xuất thần nhìn chằm chằm vào một ngọn đèn dầu. Chương 2090, bảo hắn cưới ta một. Cả người đã phá kén trùng sinh, dưới sự thi pháp hiệp trợ của Vân Cơ, mọc ra làn da mới, người đã gần như khôi phục dung mạo lúc đầu, chỉ có điều da kia mềm mại có chút không chân thật. Nói chính xác, chính là vẫn chưa hoàn toàn thành làn da bình thường. Tóc, lông mày các loại cũng chưa mọc đầy đủ, khí sắc lại tốt chút ít rồi, xem ra không bao lâu là có thể khôi phục bình thường. Dựa vào tuổi của nàng, sau khi trọng thương còn có thể khôi phục đến trình độ này, xem ra vô lượng quả nhiên thần kỳ. Tu vi của nàng tuy rằng phế đi, nhưng mà hiệu quả của vô lượng quả đối với nhục thân vẫn còn ở đó. Ngưu Hữu Đạo đi tới bên cạnh nàng mỉm cười nói một phen. Lữ Vô Song không để ý đến, tiếp tục nhìn chằm chằm ngọn đèn bộ dạng thất thần. Ngưu Hữu Đạo đưa ra tình báo trên tay, người của nàng có thể có phiền toái rồi. Ta tin tưởng nàng nhất định có phương thức cùng bọn họ liên lạc, thông báo cho bọn họ tránh né đi. Ta giúp nàng truyền tin tức ra ngoài. Lữ Vô Song từ từ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy tin tức, cầm nhìn, hỏi. Ngươi có thể có hảo tâm này sao? Ta xem ngươi là muốn cho bọn họ ẩn náu, chuẩn bị cho ngươi dùng a. Cô dứt lời, đưa tin tức trong tay tới trên ngọn đèn, tự tay đốt lên, tự tay khiến cho tin tức này hóa thành cho bụi. Ngưu Hữu Đạo nói, hiện tại có người thả ra phong thanh thử nghiệp, hiện tại kêu bọn họ trốn đi còn kịp, nếu để chậm mất. Trong đó còn có đệ tử của nàng đúng không? Lữ Vô Song hỏi lại, ngươi cảm thấy với ta mà nói, sống chết của bọn họ còn trọng yếu hơn sao? Ngưu Hữu Đạo vẫn cương quyết, chỉ cần nàng còn có giá trị, ta để nàng còn sống, đạo lý đơn giản như vậy nàng phải hiểu. Lữ Vô Song nhìn chằm chằm hắn, ta không muốn chết không minh bạch, tháo mặt nạ của ngươi xuống, thấy được hình dáng của ngươi, ta lập tức liên lạc bọn họ, nếu không dĩ nhiên muốn làm gì cũng được. Ngưu Hữu Đạo cất giọng hỏi từ từ, nàng rơi xuống trình độ như vậy, ta là ai còn trọng yếu sao? Lữ Vô Song hỏi lại, đổi lại là ta, ngay cả thua bởi trong tay ai cũng không biết, ngươi có thể cam tâm không? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, cam lòng hay không thì phải làm thế nào đây? Lữ Vô Song hỏi ra từng chữ một, Ngưu Hữu Đạo, ngươi có phải Ngưu Hữu Đạo hay không? Gần như mỗi lần gặp mặt nàng đều muốn ép hỏi cùng một vấn đề này. Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng, sau đó chậm rãi giơ tay lên trên cổ, xé rách mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, hơi mỉm cười nhìn đối phương, hỏi một câu. Như nàng mong muốn, sao hả? Lữ Vô Song trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm quan sát, khuôn mặt khó có thể tin. Đúng thật là ngươi, điều này sao có thể? Ngưu Hữu Đạo nhún hai vai, một bộ dáng không thể giả được. Ngươi rõ ràng chết rồi. Không đúng, người chết không phải ngươi, là thế thân, cái chết của ngươi là ngươi đặt ra bẫy, đúng hay không? Lữ Vô Song hỏi, Ngưu Hữu Đạo đáp, cứ coi là vậy đi. Vì sao ngươi rời đi thánh cảnh? Bên trong thánh cảnh có người làm nội ứng của ngươi đúng không? Lữ Vô Song hỏi, Ngưu Hữu Đạo đáp, cửu thánh sớm đã mất hết lòng người, muốn bên trong thánh cảnh tìm nội ứng thật ra không khó khăn như vậy. Ngươi bày bẫy dập tại đệ ngũ giới, ngươi làm thế nào biết được sự tồn tại của nó chứ? Lữ Vô Song hỏi, đối mặt nữ nhân này liên tiếp ép hỏi, Ngưu Hữu Đạo cũng biết đối phương tâm tồn rất nhiều nghi vấn, giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã, sau này từ từ hàn huyên. Trước tiên nàng hãy liên lạc với người của nàng, kêu bọn họ trước tránh thoát một kiếp này rồi nói sau. Hắn quay đầu hướng Viên Cương nói, chuẩn bị giấy và bút mực cho Thánh Tôn. Viên Cương vừa mới xoay người, Lữ Vô Song lại đột nhiên hô một tiếng. Đứng lại, Viên Cương dừng bước quay đầu lại, nhìn đối phương, không biết đối phương có gì phân phó. Lữ Vô Song lại gắt gao theo dõi cánh tay của hắn. Cánh tay bị đứt đi của ngươi lại mọc ra rồi, ngươi dùng vô lượng quả ư? Cô bỗng quay đầu lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ngươi khi đó đi thăm dò vườn vô lượng rõ ràng có bẫy, chẳng lẽ là ngươi trộm vô lượng quả sao? Cái vấn đề này nha, thật sự khiến cho Ngưu Hữu Đạo buồn cười. Vô lượng quả là hắn trộm, chỉ có điều phương thức suy đoán của đối phương lại bởi vì cánh tay của Viên Cương mọc ra, hắn không khỏi lắc đầu đáp. Vô Song Thánh Tôn, nàng nghĩ nhiều rồi, cánh tay của hắn mọc ra có quan hệ với công pháp mà hắn tu luyện, không có bất kỳ quan hệ gì với vô lượng quả. Lữ Vô Song hơi im lặng, ngẫm lại cũng đúng, vật đã bị mất trộm vào 30 năm trước không kéo lên quan hệ gì cùng Ngưu Hữu Đạo, chỉ có điều hai người trước mắt, một người vốn đã chết rồi, vẫn còn sống, một người thì vốn bị chém đi một cái cánh tay, lại dài ra, nhưng mà khắp nơi lộ ra kỳ hoặc. Viên Cương không nhiều lời, bước nhanh mà đi, rất nhanh lại trở về, bê tới giấy và bút mực. Lữ Vô Song trái lại không nuốt lời, chấp bút viết thư, chỉ có điều trên nội dung song phương sinh ra một chút khác nhau. Nàng ta muốn viết mật thư, Ngưu Hữu Đạo tạm thời không cho phép. Có trời mới biết nàng ta sẽ viết những thứ gì bên trong mật thư, vạn nhất bại lộ nơi này, hậu quả khó mà lường được. Phải yêu cầu nàng ta viết thư rõ, sau khi chỉ định người nhận có thể tin cậy, bên này sẽ giúp nàng gửi đi. Sau khi Ngưu Hữu Đạo cầm lá thư, hắn lập tức tìm được Vân Cơ, một phen bí mật dặn dò nàng, bảo nàng tự mình đi một chuyến, đưa thư ra ngoài. Nơi này Vân Cơ mới vừa đi không bao lâu, Quản Phương Nghi nhận được công việc trong tay của Vân Cơ lại tới, phong ấn lại mật thư đưa dư. Thầy trò Quỷ Y đã quay trở về dược cốc, bên Thiệu Bình ba hồi âm rồi, sự tình đã làm xong, hỏi có thể thả Thiệu Liễu Nhi hay không. Việc liên hệ trên chuyện như vậy vẫn đặt trong tay Vân Cơ, bởi vì Viên Cương có chút cố chấp không có đầu óc, Viên Cương không nguyện làm loại chuyện hại người này. Sau khi Ngưu Hữu Đạo cầm thư đọc, hắn yên lặng gật đầu. Quỷ Y vẫn có biện pháp, ta chỉ thử nhìn một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị ông ta làm thành. Người có thể thả, Thiệu Liễu Nhi không quay lại cũng không thích hợp. Bảo Thiệu Bình ba chuyển cáo vô tâm, phải khiến cho Nguyên Phi hiểu rõ một đạo lý, ghép tới, ghép lui, cũng không thích hợp nhất bằng chính con mắt bên trái của bản thân nguyên sắc. Bên trong Tấn Kinh Thiệu Phủ, Thuộc Bình ba tĩnh tọa trong thư phòng nhận được thư, sau khi đọc xong hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn của Giả Vô Quần này quả nhiên ác độc, trước hết để cho nguyên sắc móc mắt của Nguyên Phi làm nàng ta hàn tâm, dùng cái này ly gián, khiến cho sinh lòng hiềm khích, sau đó thì dụ kỳ đoạt lại, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nữ nhân đều thích đẹp, có thể chịu nhất thời không thể nhẫn nhịn một đời. Chỉ cần Nguyên Phi này ghi nhớ con mắt của mình gắn vào trên mắt của nguyên sắc, sớm hay muộn nhất định phản nguyên sắc. Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở, thả tiểu thư, Vô Tâm còn có thể tòng mệnh sao? Thiệu Bình ba hỏi ngược lại, bên Quỷ Y còn lựa chọn được sao? Nào dám không tòng mệnh chứ? Thiệu Liễu Nhi đã thoát khốn, là Sa Bất Trì, Cao Tiệm Hậu, Tạ Long Phi tự mình đi đón nàng về. Theo Hạo Chân lên ngôi, địa vị của ba người cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Mà trong khoảng thời gian Thiệu Liễu Nhi bị khống chế một mực không biết tình huống bên ngoài, lúc này bên trong một tòa thành chỉ cùng Hạo Chân gặp nhau, mới biết Hạo Chân đã trở thành hoàng đế của Tề Quốc. Hạo Chân không khỏi âm thầm hỏi thăm Thiệu Liễu Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị Phiêu Miếu Các tìm tới. Chính Thiệu Liễu Nhi cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng nói sau khi mình bị mang đi liền bị giam lại, ngoại trừ người đưa thức ăn, ngay cả mặt mũi của những người khác đều không nhìn thấy, càng không cần nhắc tới Phiêu Miếu Các tìm nàng hỏi qua tình huống gì. Chương 2091, bảo hắn cưới ta 2. Hạo Chân mặc dù buồn bực, tạm thời cũng không có tinh lực bận tâm điều này, xoay người lại toàn thân toàn ý nhào vào trên thế cục bấp bênh. Sau mấy ngày, dưới tình huống Tề Quốc trên dưới không dị nghị, Thiệu Liễu Nhi thuận lý thành trương trở thành hoàng hậu của Tề Quốc. Thế cục rối loạn, không có tinh lực và vật lực ăn mừng bốn phía, nghi thức hết thảy giản lược. Đại quân của nước Yến và nước Hàn liên thủ công Tần Thế không nghỉ, một đường thế như trẻ tre, không gặp được dáng dấp gì giống như chống cự, nhanh chóng gần như phi ngựa khoanh đất vậy. Quân Tần đang ở cảnh nội của Tề Quốc, ngoại trừ kháng nghị và khiển trách cũng không có những biện pháp khác. Thế tục rối loạn, giới tu hành cũng không thái bình. Phiêu Miếu Các dung chuyển bất an, bên trong thánh cảnh cũng biến đổi bất ngờ. Bách tính bình thường không liên lụy tới trong chiến sự trái lại không có cảm giác gì. Người mà trên người mang địa vị nhất định lại có thể rõ ràng cảm thấy, toàn bộ thiên hạ tựa hồ đều lâm vào trong kịch liệt xung chuyển. Còn bên trong thánh cảnh ngay sau đó lại phát sinh đại sự, thời khắc tin tức Lữ Vô Song đã chết đang lan truyền, nhân thủ từ trên xuống dưới của Vô Song thánh địa đột nhiên biến mất. Nói trắng ra là, chính là bắt đầu trốn, chia nhau trốn rồi. Nghe nói Lữ Vô Song đã chết, lại liên lạc không được, Vô Song thánh địa đang lòng người bàng hoàng, đột nhiên nhận được tin tức của Lữ Vô Song bảo chạy trốn. Ngay cả Lữ Vô Song cũng đã nói như vậy, phía dưới người nào còn dám chần chờ, nhanh chóng làm theo thôi. Chuyện này vừa xuất hiện, Đốc Vô Hư, Lam Đạo Lâm, Tuyết Bà, Ô Thường, Nguyên Sắc, La Thu, 6 người nhanh chóng gặp nhau bàn bạc, đều có chút không hiểu nổi Vô Song thánh địa là có ý gì. Cho dù Ô Thường thả ra phong thanh cũng không hiểu nổi, không biết Lữ Vô Song rốt cuộc là chết hay là chưa chết. Nếu nói nàng ta chết rồi, loại hành vi này còn có thể hiểu. Nhưng mà các nhà ai cũng tránh không được lặng lẽ nằm vùng bên đối phương, đã nhiều năm như vậy, nằm vùng có một nhãn tuyến cũng rất bình thường. Căn cứ tuyến báo, nhân thủ của Vô Song thánh địa chợt rút lui nói là nhận được pháp chỉ của Lữ Vô Song. Lữ Vô Song còn có thể truyền pháp chỉ, đã nói lên không chết, nhưng mà nếu như không chết, tại sao phải bảo người bên dưới trốn đi? Thương lượng tới, thương lượng đi, cho dù Lữ Vô Song giở trò quỷ gì, 6 nhà trước đó nhằm vào thế lực của Lữ Vô Song hạ thủ lại nói. Tốt nhất là có thể làm cho nàng ta nhảy ra ngoài giải thích. 6 nhà thế lực liên thủ bên trong thánh cảnh triển khai một trận càn quét. Vẫn là câu nói kia, các nhà có nhãn tuyến nằm vùng trong nhân thủ của Vô Song Thánh Địa, cuộc càn quét vừa mở ra, lập tức đã tạo thành tổn thất không nhỏ cho nhân thủ của Vô Song Thánh Địa. Cũng may vào thời điểm mà nhân thủ của Vô Song Thánh Địa ẩn náu, là phân tán ra, nếu không hẳn phải bị một lưới bắt hết. Mà việc dọn dẹp nhằm vào một loạt nhân thủ của Vô Song Thánh Địa trong Phiêu Miếu Các cũng tránh không được, cũng chỉ bắt một phần, không ít nồng cốt trước đó nhận được tin tức của Vô Song Thánh Địa, đã tháo chạy trước rồi. Mới xử lý xong người của Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch không lâu, lại hạ thủ với thế lực của Lữ Vô Song, làm giới tu hành bị chấn động không dứt. Rất nhiều người đều có cùng một cái nghi vấn, cục diện của Cửu Thánh được duy trì nhiều năm, giờ này không ngừng xảy ra chuyện, rốt cuộc là thế nào? Bên trong Thái học, một nhóm học sinh sắp lao tới các nơi triển khai thực tế cùng học, Thiệu Bình Ba đưa ra huấn thoại. Đợi Thiệu Bình Ba mang người mang đi rồi, Thiệu Tam Tỉnh mới xích gần cho một câu. Phía đông có phúc đáp rồi. Sự việc của Lữ Vô Song vừa xảy ra, Thiệu Bình Ba dĩ nhiên quan tâm nội tình, lập tức bảo Thiệu Tam Tỉnh truyền tin hỏi Giả Vô Quần, có phải là hắn làm hay không? Thiệu Bình Ba cùng giáo học tiên sinh sau một phen hàn huyên, bước nhanh rời đi, đến nơi yên tĩnh, mới nhận tờ giấy của Thiệu Tam Tỉnh đưa tới. Hắn mở ra, trong thơ chỉ có 3 chữ, đã đền tội. Đây là câu trả lời chắc chắn cho bên này, Giả Vô Quần không khác nào thừa nhận Lữ Vô Song đã bị hắn giết chết. Xác nhận rồi, Thiệu Bình Ba chậm rãi vào nhẹ lá thư thành nắm, trong miệng lẩm bẩm. Lại tiếp tục thành công lần nữa, quả thật là năng lực quỷ thần khó lường. Nội tâm hắn cực kỳ rung động, Cửu Thánh bao trùm chúng sinh liên tiếp lặng yên không tiếng động giết chết, trước đó ngay cả một chút dấu hiệu báo trước đều không nhận thấy được, khiến cho hắn làm sao có thể không chấn động ghê gớm. Tốc độ cực nhanh, nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng của hắn, không cách nào tưởng tượng Giả Vô Quần là làm sao làm được. Nhưng mà đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, cục diện lại lạc quan không nổi, xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cũng không thể ngăn cản Lục Thánh tiếp tục tra xét hướng đi của Vô Lượng Quả. Bài tra nhằm vào Phiêu Miếu Các như cũ tiếp tục, tối đa cũng chỉ bị quấy rầy hoặc bị ngăn cản chậm tốc độ kiểm tra đối chiếu sự thật mà thôi. Ngưu Hữu Đạo không thể ngồi xem, cũng không thể bỏ qua, chuẩn bị tiếp tục tạo ra quấy nhiễu, vì thế lại tìm Lữ Vô Song. Hắn muốn tìm Lữ Vô Song cố gắng nói chuyện một chút, nhưng mà nàng ta rất trầm mặc, ít nói chuyện. Nếu không muốn nói, Ngưu Hữu Đạo không làm gì khác hơn là khai môn kiến sơn. Lục Thánh triển khai bốn phía vây quét nhằm vào người của nàng, đã giết không ít người của nàng chẳng lẽ không muốn phản kích sao? Lữ Vô Song không lên tiếng, Ngưu Hữu Đạo nói tiếp, ta biết Vô Lượng Quả là bị người nào đánh cắp, ánh mắt của Lữ Vô Song nhấc lên một cái, hỏi. Người nào? Ngưu Hữu Đạo đáp, Đốc Vô Hư, đồ tử đồ tôn của Đốc Vô Hư đã lợi dụng Vô Lượng Quả đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thí dụ như Ngao Phong, trước đó bị người phát hiện, kết quả bị Ngao Phong giết người diệt khẩu. Đốc Vô Hư đã bóp lại chuyện này, Lữ Vô Song thờ ơ, với ta mà nói có trọng yếu không? Ngưu Hữu Đạo tiếp tục, Ngân Cơ phu nhân của La Thu thật ra cũng không chết, một mực núp ở hồ tộc. La Thu một mực cùng hồ tộc có cấu kết, trong mắt của Lữ Vô Song lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên thật bất ngờ, nhưng không hỏi thiệt giả, hỏi ngược lại. Ngươi nói cho ta biết những điều này là có ý gì? Ngưu Hữu Đạo nói tiếp, Lục Thánh động thủ đối với người của nàng tiết lộ sự việc lộ ra ngoài rất bình thường, chúng ta không ngại thương lượng một chút hợp tác thế nào. Ánh mắt của Lữ Vô Song lập lòe, hỏi, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ngưu Hữu Đạo hơi cười, xin lắng tai nghe, Lữ Vô Song nói, những thứ khác đều không trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn bảo vệ tánh mạng của mình. Muốn ta hợp với ngươi, cũng được, đáp ứng ta một chuyện trước đã. Ngưu Hữu Đạo cười nói, trước tiên nói nghe một chút, Lữ Vô Song nhìn về phía Viên Cương mặt không thay đổi đang đứng bên cạnh. Bảo hắn cưới ta, Viên Cương mặt không thay đổi đột nhiên phản ứng mãnh liệt, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng ta, có vẻ như đang hỏi, nàng là đang nói ta hả? Hắn giống như hoài nghi mình nghe lầm, Ngưu Hữu Đạo cũng kinh ngạc, cũng cho là mình nghe lầm, thử hỏi lại. Thánh Tôn nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa hay không? Ngươi không nghe lầm, Lữ Vô Song biểu đạt trực tiếp, lần này nàng giơ tay lên chỉ hướng Viên Cương. Bảo hắn cưới ta, muốn ta nghe các ngươi, bảo Viên Cương cưới ta. Viên Cương không kềm được nữa, trầm giọng hỏi, nàng đang nói đùa sao? Lữ Vô Song đáp, ta không nói đùa, đây là ta đã suy nghĩ tường tận qua. Nàng, Viên Cương lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Ngưu Hữu Đạo tỏ ý hắn an tâm chớ vội, ngược lại cười nói với Lữ Vô Song. Thánh Tôn nói dẫn điều này có chút lớn rồi. Lữ Vô Song nhìn chằm chằm về phía hắn, gần từng chữ. Ta lặp lại lần nữa, ta không nói đùa. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả nói, người là thân phận gì, hắn một thân hán tử, thật sự là không xứng với Thánh Tôn. Chương 2092, xâm nhập nhân gian. Lữ Vô Song bình tĩnh. Thân phận, ngươi cảm thấy ta hiện tại là thân phận gì? Cùng lắm là tù nhân ăn bữa hôm lo bữa mai mà thôi, ở đâu ra thân phận gì? Chút tự biết rõ này ta vẫn phải có. Ngưu Hữu Đạo có chút không hiểu. Trên đời này hẳn không có việc gả cưới không giải thích được, nhất là thánh tôn người. Thánh tôn nguyện ý gả, dù sao cũng phải có một nguyên nhân a. Lữ Vô Song nói, ta nói, giờ này những thứ khác đối với ta đều không trọng yếu, ta chỉ muốn bảo vệ tánh mạng của mình, chỉ cần hắn cưới ta, cái mạng này của ta chính là bảo vệ. Ngưu Hữu Đạo đoán được nguyên nhân của phương diện này, nhưng mà cũng chính vì vậy, ngược lại càng trở nên không hiểu, hỏi. Nếu thật sự vì bảo vệ tánh mạng, vì cái gì càng muốn gả cho hắn? Ngưu Hữu Đạo chỉ bản thân mình, gả cho ta làm kế sách bảo vệ tánh mạng, chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Lữ Vô Song nói, ta gả cho ngươi, ngươi sẽ lấy sao? Mà hắn sẽ phải nghe lời ngươi, hắn có thể nghe ta sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, cũng chỉ Viên Cương. Nàng hỏi một chút chính hắn, chuyện như vậy hắn có thể nghe ta sao? Lữ Vô Song không hỏi Viên Cương, cho Ngưu Hữu Đạo một câu trả lời chắc chắn chính xác. Ngươi là người đứng giữa ích lợi, người đứng giữa ích lợi không thể chết tiệt nhất. Hắn không phải người đứng giữa ích lợi, có thể tin tưởng so với ngươi. Từ sau khi ở Đệ Ngũ Vực gặp nguy hiểm, nàng ta lại nỗ lực muốn sống, lúc đó thiếu chút nữa mất mạng dưới đao của Viên Cương, thời khắc mấu chốt nàng ta dùng một câu nói bảo vệ tánh mạng của mình. Giờ này nàng ta lại đang nỗ lực vùng vẫy muốn sống, bởi vì mình một khi đã mất đi giá trị lợi dụng tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, ít nhất kinh nghiệm của chính nàng ta xem ra là như thế. Mà Viên Cương chính là đường lui muốn sống mà nàng ta cần, chỉ cần gả cho Viên Cương, tánh mạng nhất định được bảo đảm. Tại sao phải lựa chọn gả cho Viên Cương, có nguyên nhân vừa rồi nói với Ngưu Hữu Đạo. Cũng bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy qua tình hình Ngưu Hữu Đạo tại vô biên sa mạc nghinh tiếp Viên Cương, có thể nhìn ra Ngưu Hữu Đạo rất quan tâm Viên Cương. Còn nữa, Viên Cương vì sao lại liều chết đi giúp La Chiếu? Vì sao lại liều chết đi giúp Hồ Diên gia? Đây là nguyên nhân trọng yếu mà nàng ta dám yên tâm gả bản thân mình cho Viên Cương. Trong hoàn cảnh trước mắt, gả cho loại nam nhân này mới là phương thức tự vệ ổn thỏa nhất có thể tin. Dĩ nhiên, trong nội tâm của nàng, nàng cũng không bài xích Viên Cương. Mặt khác, người như Ngưu Hữu Đạo nàng coi thường, địa vị cao hơn Viên Cương thì có sao đâu chứ. Nàng đã từng có thân phận gì, chút địa vị kia của Ngưu Hữu Đạo đối với nàng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Như chính nàng nói, đưa ra quyết định này, nàng cũng đã suy nghĩ cặn kẽ qua. Người đứng giữa ích lợi sao? Ngưu Hữu Đạo nghe vậy mỉm cười, chính mình có phải loại người như vậy hay không lại không bàn, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân này có thể đứng một trong hàng cửu thánh, vẫn phải có nhãn lực nhất định đấy. Ít nhất sau khi nhìn ra cùng Viên Cương buộc chung một chỗ, hắn cũng sẽ không động tới nàng. Chuyện như vậy hắn sẽ không nghe lời ta. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, quay đầu lại vừa nhìn về phía Viên Cương, nói với vẻ giễu cợt. Vô Song thánh tôn nguyện ý hạ mình gả cho ngươi, ngươi nguyện cưới không? Viên Cương đáp lạnh như băng. Đạo gia, cái này nói giỡn không buồn cười. Ngưu Hữu Đạo lại hướng Lữ Vô Song nói. Thái độ của hắn, nàng thấy rồi đó, chuyện như vậy ta cũng không có khả năng ép hắn. Lữ Vô Song vẫn không từ bỏ. Tùy thích, ta không miễn cưỡng, cũng miễn cưỡng không được. Thái độ bày ở ấy, nếu không cưới nàng cũng sẽ không hợp, nàng không có khả năng dưới tình huống không có bảo đảm khiến cho mình mất đi giá trị lợi dụng. Ngưu Hữu Đạo hơi nhướng mày. Lữ Vô Song, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mùi vị của gia hình cũng không dễ chịu. Lữ Vô Song cương quyết, chỉ cần ta còn có giá trị lợi dụng, người cũng sẽ không giết ta. Làm ta tàn phế, đi ra lại dọa không được người. Nỗi khổ lột ra ta cũng có thể chịu đựng, còn có cái gì là ta không chịu được chứ? Ngưu Hữu Đạo không tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Người ta nói cũng không sai, đánh trúng yếu hại rồi, một Lữ Vô Song biến thành tàn phế đi ra là dọa không được người. Hắn hiện tại cũng không có thời gian từ từ hao phí cùng Lữ Vô Song. Nếu nàng ta không đáp ứng, hắn không làm gì khác hơn là vận dụng người của mình bên thánh cảnh gieo rắc phong thanh, chỉ có điều không cách nào tạo thành biểu hiện giả dối là Lữ Vô Song đang cùng lục thánh đối kháng. Như vậy, tin tức có liên quan tới Ngân Cơ còn sống, cũng sẽ không tiện tiết lộ ra rồi. Phong thanh không có ngọn nguồn vừa xuất hiện, chỉ sợ La Thu lập tức sẽ hoài nghi trên Sa Như Lai biết rõ tình hình, ít nhất sẽ xếp người này vào đối tượng hoài nghi. Giờ này chỉ có thể nghĩ biện pháp an bài Ngân Cơ công khai lộ diện. Điệp Mộng huyễn giới, trong mắt động của một gốc cây cự thụ tán phát ra quang mang. Nhựa cây phát sáng trong mắt động ngưng tụ một đoàn, tạo thành một viên quang lượng thể hơi mở giống như hổ phách. Quang lượng thể y hệt hổ phách như đang hô hấp vậy, có quy luật sáng tối lóe ra. Thời điểm quang mang lập lòe có thể nhìn thấy bóng người được bao phủ trong màu xanh của nó. Tinh linh trong núi rừng bốn phía phân bố không ít điệp la sát, nhất là huyết la sát rất nhiều, đang bảo vệ đức vua của bọn chúng ngủ say. Bầu trời, thỉnh thoảng có điệp la sát qua lại tuần tra. Một con điệp la sát leo lên trên tàng cây quay đầu lại, hai con quay đầu lại, ba con quay đầu lại, rất nhiều điệp la sát đều quay đầu lại, đều nhìn về phía động nhãn của cự thụ. Trong hốc cây, quang lượng thể y hệt hổ phách ngừng hít thở, quang mang thu liếm, lâm vào u ám. Ầm, một cái móng vuốt kích phá hổ phách động lại, ngân chảo 5 ngón tay co rút lại một chút. Cạch, cả viên hổ phách bao phủ chợt tan rã, một đạo ngân quang lóe ra từ trong hốc cây, phù không hiện hình. Thánh La Sát sau khi bị thương nặng ngủ say cuối cùng thức tỉnh, mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía, chợt ngửa mặt lên trời a a. Một tiếng, bốn phía lập tức a a, nha, đáp lại không ngừng, điệp La Sát đếm không hết bắt đầu vỗ cánh phù không, quay chung quanh Thánh La Sát bốn phía kêu lên, không biết biểu đạt tâm tình gì. Thánh La Sát gương mặt có ngân vân quỷ dị đưa lên hai tay, nhìn mình lặp đi lặp lại mở ra thu lại móng tay sắc bén, chợt vung cánh tay lên một cái, trên giáp cốt phía sau lưng toát ra hai đạo ánh sáng. Hai đạo ngân huy thẩm thấu sinh trưởng, nhanh chóng khuếch trương thành một đôi cánh ngân huy, khiến bản thân bao phủ trong một mảnh ánh sáng màu bạc. A a. Thánh La Sát nắm chắc hai móng phát ra tiếng gào sắc bén. Một đám điệp La Sát đáp lại không ngừng a a. Không ít điệp La Sát chỉ về phía một phương hướng. Đôi cánh ngân huy bắt đầu vỗ từ từ, Thánh La Sát đột nhiên hóa một đạo ngân quang mà đi, thoáng như lưu tinh rời xa dương thế. Một đám điệp La Sát kêu quái dị a a lập tức vỗ cánh đuổi theo, nhưng mà xa không đuổi kịp tốc độ phi hành của Thánh La Sát. Nàng đã biến mất trong tầm mắt của bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn bay nhanh tới phương hướng mà nàng biến mất. La Sát chiều lúc trước đã bình phục, vạn thú môn lại lần nữa xâm nhập vào trong điệp mộng huyễn giới, lần nữa từng chút một khôi phục khu phạm vi trồng quang thảo. Hai gã đệ tử của vạn thú môn của khu trồng quang thảo đột phát hiện hai mắt tỏa sáng, hình như có ánh sáng như thủy ngân chiếu sáng nhẹ nhàng. Hai người song song ngẩng đầu nhìn lại, thấy được ngân xí quái vật lơ lửng nơi đỉnh đầu, hai người dần dần trừng lớn đôi mắt. Đệ tử của vạn thú môn bốn phía đều phát hiện dị thường, thật sự là rất chói mắt, muốn không phát hiện cũng khó, đều nhìn về phía con ngân xí yêu ma đang lơ lửng nơi trời cao. Chương 2093, tranh giành trước lục thánh 1. Bởi vì sự xuất hiện của con ngân xí yêu ma này, điệp La Sát ở gần dường như cũng đã bị kinh động, đua nhau phù không dựng lên, bay tới bên này. Thánh La Sát, không ổn, rút lui, có người chợt hô to một tiếng, mọi người đua nhau tránh mau, hai gã vạn thú môn đệ tử đối mặt mới vừa uốn người bay lên, liền bị ngân quang lóe lên làm trọng thương trên mặt đất, vừa nôn ra máu lại bị đàn điệp La Sát đến tiếp sau bao phủ lại. Ngân quang lóe nhanh, Thánh La Sát xông vào đám người mà chạy như ngân sắc tích lịch đánh ngang dọc lập lòe, không ai cản nổi, đại khai sát giới, người bị đuổi kịp đua nhau ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng chỉ có một số vạn thú môn đệ tử dựa vào ở gần cửa ra mà có thể chạy ra ngoài. Nhưng mà Thánh La Sát vẫn chưa dừng tay, một cái lắc mình vọt vào cửa ra của huyễn giới, truy sát ra ngoài. Đột nhiên thân ở minh giới, Thánh La Sát xông ra có chút trở tay không kịp. Nàng lơ lửng trên trời cao nhanh chóng đưa lên cánh tay che đôi mắt. Sau một lúc, cánh tay che cản buông xuống, đôi mắt nhắm cũng từ từ mở ra, dường như từ từ thích ứng quang tuyến mạnh mẽ đối với nàng mà nói xem như đến một cách đột ngột. Lần trì hoãn này, đa số đệ tử của vạn thú môn đều tháo chạy không thấy bóng dáng, cá biệt người nào hơi chậm bị ánh mắt của Thánh La Sát nhắm khóa mục tiêu, vèo một tiếng đuổi theo. Một đám điệp La Sát xông ra từ bên trong điệp mộng huyễn giới nhưng không cách nào thích ứng với giới bên ngoài giống như Thánh La Sát, sau một hồi la hét líu díu, cuối cùng không thể không lại hoảng hốt rút lui trở về bên trong điệp mộng huyễn giới. Trong núi rừng, một đôi cánh bạc lao xuống, tiếp đó lại bay lên không, Thánh La Sát một móng bấm vào cổ một tên đệ tử của vạn thú môn. Tên đệ tử liều mạng vùng vẫy không có cách nào tránh thoát, gương mặt sợ hãi. Người xâm nhập thành của ta ở đâu? Thánh La Sát miệng nói được tiếng người, lạnh lùng ép hỏi. Nàng đây là muốn tính sổ với người đã thương nàng. Tên đệ tử của vạn thú môn bị bấu khó có thể lên tiếng, lại không hiểu nổi đối phương đang nói gì, vì thế giơ tay lên tùy ý chỉ một phương hướng. Thánh La Sát nhìn về phương hướng mà hắn chỉ, rắc. Một chảo bẻ gãy cổ của đối phương, thuận tay ném đi thi thể, hai cánh vỗ một cái, nhanh chóng bay đi về phương hướng mà người chết vừa mới chỉ. Thánh La Sát đi ra, nàng không ngờ lại đã đi ra khỏi điệp mộng huyễn giới, không ngờ lại xâm nhập nhân gian. Vạn thú môn cách cửa ra vào điệp mộng huyễn giới gần nhất nhận được báo động, trạng thái có thể tưởng tượng được. Toàn bộ vạn thú môn trên dưới như lâm đại địch, toàn phái trên dưới chuẩn bị chiến đấu. Đợi cho phía sau có đệ tử ẩn thân trong núi rừng tránh thoát một kiếp báo lại, nói Thánh La Sát vẫn chưa tới tông môn, mà là đi về phía một phương hướng, vạn thú môn mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện lớn như vậy, vạn thú môn gánh không được, dĩ nhiên phải ngay lập tức báo lên Phiêu Miễu Các. Tây Hải Đường cũng ngay lập tức phát mật thư liên lạc Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nói với hắn, nếu phát hiện dấu vết của Thánh La Sát, phải đoạt trước khi Cửu Thánh biết rõ tình hình báo cho Ngưu Hữu Đạo hắn. Nhưng mà tình huống trước mắt đặc thù, nhiều người nhìn thấy như vậy, Tây Hải Đường không có cách nào không báo Phiêu Miễu Các, chỉ có thể coi là gần như đồng thời truyền tin đến Phiêu Miễu Các và Ngưu Hữu Đạo. Sau khi báo tin, vạn thú môn lại phái ra nhân thủ truy lùng về phía phương hướng mà Thánh La Sát đi, truy lùng hướng đi của nàng cũng là vì bảo đảm sự an toàn của tông môn, phòng bị Thánh La Sát đột nhiên đánh tới cũng không biết. Đồng thời cũng bởi vì biết được Ngưu Hữu Đạo khẳng định sẽ chú ý hướng đi của Thánh La Sát, hắn nơi này phải chuẩn bị nắm giữ tình huống. Nhưng không đợi người phái đi tìm được hướng đi của Thánh La Sát, tới gần thành trì đã có người truyền tin đến, khẩn cấp báo tình huống của Thánh La Sát. Không chỉ Vạn Tượng Thành ở dưới chân núi, thành quách gần khu vực vạn thú môn đều sắp xếp tai mắt. Một môn phái lớn như vậy chú ý tình huống chung quanh tông môn rất bình thường. Gián điệp tới báo cáo tình huống, Thánh La Sát đột nhiên xâm nhập vào trong một chỗ thành quách, giống như thiên ngoại yêu ma đến trái đất, đại khai sát giới, có thể gọi là gặp người sẽ giết. Tu sĩ đóng ở Tống Quốc không biết rõ tình huống, thậm chí không biết người tới là Thánh La Sát, bị liên thủ vây công lại không chịu nổi một kích, chịu khổ Thánh La Sát tàn sát. Toàn thành trên dưới thất kinh, tránh né, chạy trốn. Tình huống báo cáo cố ý nhắc tới một điểm, Thánh La Sát đuổi kịp người sẽ hỏi một câu, người xâm nhập thành của ta ở đâu? Thánh La Sát căn bản không làm bất kỳ tránh né, công khai lộ diện. Tây Hải Đường ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn thấy nhanh chóng báo cáo. Đây nhất định là muốn kinh động Lục Thánh tự mình xuất thủ, đã đi ra điệp mộng huyễn giới, Thánh La Sát đây là muốn chết. Hắn lúc này truyền mật thư cho Ngưu Hữu Đạo, trong mật thất của Mao Lư Biệt Viện. Ngưu Hữu Đạo nhận được Tây Hải Đường truyền tin lập tức ngồi không yên, qua lại bồi hồi. Đi ra rồi sao, đang yên đang lành sao lại chạy ra ngoài như thế chứ? Sớm không ra ngoài, muộn không ra ngoài, sao đúng lúc này chạy ra chứ? Hắn ở đây đang bố trí hạng mục công việc trong thánh cảnh, Thánh La Sát lúc này chạy ra ngoài, khiến cho hắn có cảm giác bị làm loạn thêm. Hắn nếu mặc kệ sự sống chết của Thánh La Sát, cũng không có gì, nhưng mà nếu nói là muốn trơ mắt nhìn Thánh La Sát chết đi, lại khó có thể đưa ra quyết định này. Viên Cương chuyển đạt tin tức nhìn hắn qua lại, hiểu được hắn lâm vào lưỡng nan, nhắc nhở. Tây Hải Đường đồng thời truyền tin tới phe ta và Phiêu Miễu Các. Tin tức hẳn là chúng ta nhận được trước, Phiêu Miễu Các hiện tại hẳn chưa nhận được tin tức, đợi Phiêu Miễu Các truyền tin đến thánh cảnh kinh động Lục Thánh đi đến, ít nhất cũng phải là việc của 3 ngày sau. Chúng ta còn có thời gian 3 ngày, phải tới kịp. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng đi tới trước địa đồ. Nhìn chằm chằm vị trí của điệp mộng huyễn giới, ánh mắt quét qua chung quanh vị trí của mục tiêu. Vấn đề bây giờ là, chúng ta không hề biết nàng ta chạy ra ngoài muốn làm gì, căn bản không hề biết nàng ta đi đâu, có thể trong vòng 3 ngày tìm được hay không là một vấn đề. Hắn bỗng quay đầu lại nói, bảo Vân Cơ và Hồng Nương đến đây, Viên Cương lập tức bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Vân Cơ tới trước, hỏi, có chuyện gì sao? Ngưu Hữu Đạo đưa cho nàng tin tức vừa lấy được trên tay, bảo nàng tự mình xem. Nơi này mới vừa xem hết tin tức, Viên Cương và Quản Phương Nghi cũng đã đến. Quản Phương Nghi hỏi, chuyện gì khẩn cấp thúc giục người hay sao? Vân Cơ đã xem hết tin tức sắc mặt ngưng trọng, thuận tay đưa tin tức cho Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi sau khi nhận lấy xem qua, ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ngân Nhi đi ra rồi, nàng ta chạy ra ngoài làm gì? Ngưu Hữu Đạo đứng trước địa đồ trầm giọng đáp, đây cũng là vấn đề ta lo lắng nhất, cũng không biết có phải liên quan với lần trước cùng mấy thánh giao thủ hay không. Nếu thật sự nàng ta đi ra vì điều này, một khi nàng ta chạy đến thánh cảnh. Từ tình huống giao thủ giữa nàng ta bên trong huyễn giới và mấy thánh đến xem, nàng ta đã đi ra huyễn giới, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Lục Thánh. Thêm nữa nàng ta trong đầu không có nhiều mưu mẹo, dựa vào thủ đoạn của Lục Thánh, nàng ta căn bản không có khả năng sống sót. Lục Thánh cho dù đánh không thắng nàng ta, cũng có biện pháp giết chết nàng ta. Ba người đã hiểu ý của hắn, một khi Thánh La Sát công khai xâm nhập thánh cảnh, bên này cho dù muốn giúp cũng không dám giúp. Quản Phương Nghi hỏi, ngài cũng không thể xác định, nói không chừng nàng ta là bởi vì nguyên nhân gì khác nên mới chạy ra ngoài thì sao? Chương 2094, tranh giành trước Lục Thánh 2. Ngưu Hữu Đạo nói, ta liên tiếp đi huyễn giới, phát hiện nàng ta vẫn luôn sống ở Thương Tụng Hành Cung, dường như sẽ không dễ dàng rời đi, lần này đột nhiên đi ra ngoài là tại sao? Ngẫm lại cũng chỉ có chuyện lúc trước, nàng ta bị mấy vị thánh cảnh kia đả thương. Ngoại trừ chuyện này, ta nghĩ không ra còn có chuyện gì khác kinh động nàng ta, lo lắng của ta nàng ta lần này đi ra ngoài là muốn báo thù. Vân Cơ hơi gật đầu, Thánh La Sát rất kiêu ngạo, nàng ta là vua của điệp mộng huyễn giới, nhìn tình hình nàng và mấy thánh giao thủ, quả thực là không chết không thôi. Trước đó nàng ta bị đánh thành bị thương nặng, dựa sự kiêu ngạo của nàng ta thân là một vị vua, chỉ sợ không thể chịu qua đánh coi như xong, đích xác có khả năng đi ra báo thù. Quản Phương Nghi hơi nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo đáp, nếu là đi thánh cảnh, hiện tại chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Nếu như không đi thánh cảnh, nàng ấy sẽ đi đâu? Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày, thiên hạ lớn như vậy, muốn trong vòng 3 ngày tìm được nàng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu như có thể dễ dàng tìm được, vậy đã nói rõ Phiêu Miếu Các cũng có thể tìm được, muốn tránh ra rất nhiều tai mắt mang nàng đi chỉ sợ có chút khó khăn. Ba người đều hiểu, chỉ có đạo gia có thể hàng phục Thánh La Sát, nhưng lúc này Thánh La Sát lục thân không nhận, quá trình hàng phục muốn không có động tĩnh sợ là rất không có khả năng. Quản Phương Nghi chợt thốt ra một câu, Ngân Nhi sẽ không đi tới Mao Lư Sơn Trang của huyện Thanh Sơn chứ? Nàng ta dù sao ở đó đã lâu như vậy. Ngưu Hữu Đạo xua tay, không đâu, nàng ta không hóa thành hình người, căn bản không nhớ sự việc khi làm người, cái này ta có thể xác nhận. Cho dù hóa thành hình người, chỉ đầu óc hám ăn của nàng ấy, có thể nhớ đường mới là lạ. Nàng ta nếu thật sự đi thánh cảnh, chúng ta cũng không thể tránh được, sẽ rơi vào kết cục gì phải xem tạo hóa của chính nàng ấy mà thôi. Hiện tại chỉ có thể làm tính toán nàng ta không đi thánh cảnh. Nếu không đi thánh cảnh, chúng ta phải tranh giành thời gian với bên thánh cảnh, tranh thủ tranh giành tìm được nàng trước khi lục thánh đến. Hiện tại bảo người của Ngũ Lương Sơn đi chăm chú quan sát chuyện này không hợp, chỉ có thể bị động chờ tin tức. Còn có Nam Châu mật thám nằm vùng bên Vương gia, một khi phát hiện dấu vết của Thánh La Sát, vậy cũng sẽ báo tin cho Vương gia biết. Hồng Nương, nàng ở tại chỗ này trấn thủ, chú ý tin tức của Ngũ Lương Sơn, đồng thời trao đổi tin tức với bên Vương gia, một khi phát hiện Thánh La Sát, bảo Vương gia lập tức báo cho nàng biết. Nàng một khi nắm giữ động tính của Thánh La Sát, lập tức truyền tin báo cho ta. Quản Phương Nghi đã hiểu, vị này lại sắp đi ra ngoài, hỏi. Hiện tại vẫn chưa biết vị trí của Ngân Nhi, ngài muốn đi đâu? Ngưu Hữu Đạo đáp, không thể ngồi ở chỗ này bị động chờ đợi, ta đi tới phía đó trước tiên chạm mặt với Tây Hải Đường, có chuyện cũng tiện kịp thời phản ứng. Hầu tử và Vân Cơ cùng đi với ta, nàng lưu lại giữ nhà, có tin tức lập tức báo cho ta. Quản Phương Nghi có chút ngoài ý muốn nhìn Viên Cương một cái. Không phải là không cho vị này ra cửa gặp người sao, lần này vì sao còn cố ý mang con khỉ mặt vàng này đi chứ? Chỉ có điều nàng cũng biết sự tình khẩn cấp, bây giờ không phải là lúc đùa bỡn tỉ khí, bèn gật đầu nói. Được, Ngưu Hữu Đạo lại nói với Viên Cương và Vân Cơ nói. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Ba người lĩnh mệnh mà đi, làm chuẩn bị cho bên này xuất hành. Ngưu Hữu Đạo lại tiếp tục quanh quẩn một chỗ trong mật thất, đột nhiên xuất hiện một việc như vậy. Hắn không thể không suy tính có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với sự việc trước sau hay không. Không bao lâu, trên tay của Vân Cơ ôm một cái túi, ở bên chờ đợi, chờ Viên Cương đến cùng một nhau xuất phát. Nhưng sau khi Viên Cương vội vã xuất hiện, trên tay rồi lại cầm phong thư. Đạo gia, Tây Hải Đường lại đưa tin rồi, phát hiện dấu vết của Thánh La Sát. Phát hiện sao? Ngưu Hữu Đạo một phen giật lấy thư tới tay tra xét. Vân Cơ cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh, cùng nhau xem thư. Người xâm nhập thành của ta ở đâu? Ngưu Hữu Đạo nhìn tin thì thầm một tiếng. Vân Cơ nói, không sai, nàng ta lần này đi ra quả nhiên là không phục, quả nhiên là muốn tìm mấy thánh tính sổ. Hiện tại xem ra, nàng ta căn bản không rõ lắm người giao thủ cùng nàng là ai, cũng không chuyên cùng người trao đổi. Nàng ta công khai lộ diện như vậy, tìm được nàng ta dễ dàng rồi. Dễ dàng sao? Ngưu Hữu Đạo liếc nàng một cái, trầm giọng nói, ta thấy phiền toái rồi, người của Phiêu Miếu Các trải rộng các nơi. Nàng ta đi như vậy đến chỗ nào đều bị người khác nhìn chằm chằm. Chúng ta lại không cách nào cùng nàng ta trao đổi bình thường, trước mắt bao người, làm thế nào mang nàng ta đi chứ? Vân Cơ cau mày, vậy làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo cũng cau mày, nắm tay bên miệng suy tư một hồi, chợt quả quyết nói. Cần có 2 con phi cầm tọa kỵ xuất phát, cùng nhau mang theo Lữ Vô Song. Nếu tình huống thật sự không thích hợp động thủ, có thể lấy thân phận của nàng ta quát lui tai mắt của Phiêu Miếu Các, thực tế không được. Liền làm thành là nàng ta làm. Vân Cơ phân vân, nàng ta hiện tại bộ dáng này, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ra ngoài gặp người không tiện lắm. Ngưu Hữu Đạo nói, cái này đơn giản, bảo Hồng Nương hóa trang cho nàng ta, thay đổi màu da, đội thêm cho nàng ta một mái tóc giả. Được, Vân Cơ thả cái túi trong tay xuống, bước nhanh rời đi. Viên Cương lúc này đến gần bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, đạo ra, Lữ Vô Song nữ nhân đó không phải người bình thường, giỏi về nắm lấy cơ hội, không lợi dụng được. Nàng ta sợ là sẽ muốn nhân cơ hội ra điều kiện. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn hắn, chợt không kìm nổi cười lên một tiếng. Điều kiện gì? lo lắng nàng ta nhân cơ hội uy hiếp ngươi, bảo ngươi cưới nàng ta sao? Viên Cương mặt không thay đổi, không lên tiếng, đại biểu chấp nhận. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả nói, ngươi yên tâm, ta không đến mức lấy việc bắt ngươi cưới lão bà để làm trao đổi. Mang nàng ta đi chỉ dự sẵn để ngừa vạn nhất, thật sự nếu gặp phải tình huống Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, chỉ cần mang nàng ta cùng ra ánh sáng. Mục đích của chúng ta, hoặc hồ giả hổ uy, hoặc giả truyền thánh chỉ, căn bản không cần nàng ta làm gì hoặc nói gì cả, nên nói cái gì nên làm cái gì chúng ta giúp nàng ta làm là được. Thì ra là thế, Viên Cương hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi, cũng yên tâm. Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, một nhóm 4 người từ Mật Đạo xuất phát. Lữ Vô Song bị Vân Cơ kéo cánh tay mà đi. Đi đâu? Lữ Vô Song lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, vẫn không ai để ý tới. Ra khỏi Mật Đạo, người đã ở ngoài thành, hai cái chỉ linh rung vang, rất nhanh có hai con phi cầm tỏa kỵ từ trên trời giáng xuống, 4 người nhảy lên, bay lên không đã đi xa. Băng Tuyết Thánh Địa, trong băng cung, Tuyết bà một tay chống gậy, một tay cầm tin, nhìn chằm chằm tin tức xem xét đã lâu, cuối cùng thì thầm lên tiếng, Ngân Cơ. Ngân Cơ, nữ nhân này không phải đã chết rồi sao? Sao lại như thế xông ra hẹn ta gặp mặt? Bạch Vô Nhai đáp, lúc trước người nói chết là La Thu, lời nói đều là bên Đại La Thánh Địa nói, có phải thật sự chết hay không, ai cũng không biết. Tuyết bà nghiêng đầu nói, ý của con là nói, nữ nhân này còn sống, người gửi thư đích thật là bản thân nàng ta hay sao? Bạch Vô Nhai lắc đầu, cái này cũng chưa chắc, thấy Tuyết bà nhìn bản thân mình, hắn nhanh chóng lại bồi thêm một câu. Để phòng có bẫy, ánh mắt của Tuyết bà rơi vào trong thư, hẹn ta gặp mặt tại Hoang Trạch Tử Địa, vì sao phải ở Hoang Trạch Tử Địa? Có bẫy ư, gặp một lần có thể làm gì được ta? Bạch Vô Nhai thử hỏi, mẫu thân, người chẳng lẽ muốn đi đến nơi hẹn sao? Chương 2095, lạm sát kẻ vô tội 1. Tuyết bà đáp, ta cũng muốn nhìn xem thử là người hay quỷ. Bạch Vô Nhai khuyên nhủ, mẫu thân, sợ có gian mưu, hay là để nhi tử thay người đi một chuyến đi. Tuyết bà quay đầu lại, con biết Ngân Cơ sao? Bạch Vô Nhai ngẩn ra, suy tư lắc đầu đáp, vào lúc nhi tử bắt đầu đi lại làm việc, nữ nhân đó đã truyền ra tin người chết, cũng chưa gặp qua. Tuyết bà hỏi, vậy con làm thế nào xác nhận thiệt giả? Bạch Vô Nhai đáp, nếu không bảo lão nhân của Thánh Địa đã thấy qua nàng ta đi một chuyến. Tuyết bà lắc đầu, không cần, trong thư nói giữ bí mật, nếu thật sự là bản nhân, đột nhiên tìm ta tất có mục đích, những người khác đi có một số việc sợ là nói không rõ ràng, hay là ta tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Nếu thật sự có bẫy dập gì, ta muốn thoát thân, cũng ngăn không được ta. Bên trong Thiên Ma Cung, Ô Thường mồ hôi ướt đẫm tay nâng niu thư, mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, trong miệng lầm bầm. Ngân Cơ, Hắc Thạch bên cạnh nghi ngờ hỏi, Thánh Tôn, nàng ta không phải là đã chết sao? Ô Thường chậm rãi lắc đầu, năm đó tin tức về cái chết của nàng ta đích thật là có chút kỳ hoặc. Tình cảm của nàng ta và La Thu không bình thường, nói cái gì đột nhiên gặp độc thủ của kẻ xấu, lại không thấy La Thu có động tác gì quá lớn, đây đã là rất không bình thường. Căn cứ đủ loại dấu hiệu xem, phán đoán của ta lúc đầu hẳn là La Thu tự mình hạ độc thủ. Hiện tại đột nhiên hiện ra hẹn ta gặp mặt, xem ra chuyện năm đó đích xác có kỳ hoặc. Hắc Thạch, thư này có thể lừa gạt hay không? Ô Thường đáp, Ngân Cơ là đại tỷ ta kết bái, cho đến nay, tỷ ấy vẫn là nữ nhân mà ta thích nhất, ngặt một nỗi hữu duyên vô phận, đối với chữ của nàng ta ấn tượng rất sâu, rất quen thuộc. Chữ có thể bắt chước, nhưng ý nhị trong chữ lại khó có thể bắt chước, hẳn là chữ của nàng không sai. Hơn nữa, cho dù có gạt, lấy cái gì gạt không được, vì sao làm ra một người chết đã nhiều năm như vậy chứ? Hắc Thạch nói, nhưng đột nhiên xuất hiện định ngày hẹn, quả thật rất kỳ hoặc a. Ô Thường bình tĩnh, là thật là giả, gặp một trận thì biết thôi, không có chuyện gì. Nếu chỉ là một cái bẫy nhỏ nhoi há có thể đưa ta vào chỗ chết, ta cũng không sống tới ngày hôm nay. Đại Nguyên Thánh Địa, Nguyên Sắc ném xuống miếng dưa trong tay, một tay cầm thư, một tay xua xua liên tục. Lùi xuống, đều lùi xuống cho ta. Ca múa rừng, một đám nữ tử xinh đẹp đua nhau lui ra, duy chỉ có một mình Nguyên Phi ở bên người không đi. Nguyên Sắc với đôi mắt đã khôi phục bình thường, bộ dáng cảm thấy ngạc nhiên. Ngân Cơ, chẳng lẽ nữ nhân này chưa chết sao? Nguyên Phi với con mắt trái thủ sẵn hồng nhạt ra cái lồng, độc nhãn lập lòe nói. Thánh Tôn xác định là phu nhân của La Thu chứ? Nguyên Sắc lắc đầu, cái này kêu ta làm thế nào xác nhận chứ? Hắn vừa nói vừa chật lắc đầu, bất quá nói đi thì nói lại, nữ nhân này thật sự xinh đẹp, dáng dấp như tiên nữ, lại thêm tu vi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, người lại ôn nhu khả nhân, lúc trước bị La Thu chiếm, chân chính làm ta hâm mộ chảy nước miếng. Đừng nói La Thu, nếu Ô Thường lúc trước dâng nàng ấy cho ta, có nàng ấy hỗ trợ trò chuyện, ta chỉ sợ cũng khó cản thế công ôn nhu như thế, không tiện hạ thủ đối với đệ đệ của nữ nhân này. Lời nói đến chỗ này, Nguyên Sắc dường như ý thức được cái gì, liếc mắt bên cạnh, phát hiện sắc mặt của Nguyên Phi quả nhiên khó coi, lúc này lại sửa lời nói. Tuy là nói như vậy, nhưng ta sẽ không bị kích động giống như La Thu, nàng gái này không rõ lai lịch, La Thu là váng đầu rồi, có thể nói bị chúng mỹ nhân kế của Ô Thường. Nếu đổi là ta, nhất định sẽ không để cho Ô Thường được như ý. Bởi vì tu vi của nữ nhân này, lúc trước các nhà đều có chút kiêng kỵ. La Thu năm đó vì nữ nhân này, một mực thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu không phải sau đó Ô Thường quật khởi, cùng La Thu liên thủ đối kháng, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã gặp độc thủ của tất cả mọi người rồi. Nguyên Phi hỏi, đồn đãi là La Thu giết nàng ta, Thánh Tôn cảm thấy có thể sống lại sao? Nguyên Sắc đáp, người đột nhiên biến mất, bên La Thu nói ngộ hại rồi, chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ chỉ có đương sự rõ ràng nhất. Hắc, là thật là giả, gặp một chút liền biết, ta cũng muốn nhìn xem thử rốt cuộc làm trò gì. Nguyên Phi có chút hờn dỗi, biết rõ kỳ hoặc, còn muốn đi gặp, xem ra Thánh Tôn đối với nàng vẫn là nhớ mãi không quên a. Cũng phải, năm đó ta còn trẻ, tuy chỉ là một tiểu tùy tùng bên dưới, nhưng ta cũng đã gặp qua nàng ta, đích thật là dáng dấp xinh đẹp như tiên nữ, ngay cả ta là nữ nhân nhìn cũng hâm mộ. Người đẹp, lại rất được sự sủng ái của La Thu vì nàng ta có thể nói không tiếc cùng người trong thiên hạ đối nghịch, nữ nhân nào nhìn không hâm mộ. Sắc đẹp như thế, Thánh Tôn không tiếc mạo hiểm, có thể hiểu. Trong lời nói tràn đầy mùi giấm, Nguyên Sắc nghe thế bật cười ha hả, duỗi cánh tay kéo đi nàng ta bại lộ tại ngoại ánh sáng trượt đi eo thon. Phu nhân, lời ấy sai rồi, giờ này trong lòng ta chỉ có một mình phu nhân thôi. Nếu đổi thành trước kia, lời này nàng ta có lẽ còn có thể làm lời ngon tiếng ngọt nuốt xuống, giờ này nghĩ tới việc bị móc đi một con mắt, trong lòng như bị đâm một cây gai vậy, hơi díu cợt nói. Thật sao, ca Vũ nơi này người nào không được chàng sủng hạnh qua. Ta xem chàng là thích mùi vị một đám nữ nhân quay chung quanh chàng tranh thủ tình cảm. Nếu trong lòng thật sự chỉ có một mình ta, chàng có dám công khai danh phận ta và chàng là vợ chồng đối với thiên hạ không? Tay của Nguyên Sắc vỗ một cái lên mông nàng, thở dài. Nàng làm sao lại không rõ chứ, không thể công khai, cũng là vì bảo vệ nàng thôi. Có phải là còn tức giận vì chuyện của con mắt không? Nàng nên biết, ta thiếu một mắt là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng phản ứng lúc ta đánh nhau, giờ này đang thời điểm thế cục hay thay đổi. Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều chết hết, ta nếu không tự bảo vệ, há có thể bảo vệ nàng được sao? Nàng yên tâm, bên Quỷ Y chắc chắn tìm được con mắt thích hợp cho nàng. Ngân Cơ, bên trong Vô Hư Thánh Điện, Đốc Vô Hư cầm lá thư trầm ngâm, im lặng thật lâu. Nữ nhân này còn sống, bên trong Thiên Lam Thánh Điện, Lam Đạo Lâm cầm thư cũng kinh nghi bất định. Một đạo nhân ảnh nhảy vào trong sơn cốc, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ lập tức cảnh giác. Viên Cương không có ở đây. Hắn đang ở một nơi khác phụ trách trông coi Lữ Vô Song, người của bên này chạm mặt cũng không thích hợp để Lữ Vô Song nhìn thấy. Người tới tự báo một tiếng, là ta đây, là thanh âm của Tây Hải Đường, Ngưu Hữu Đạo cũng đáp lại, là chúng ta, bên này cũng dịch dung rồi. Song phương cuối cùng chạm mặt, sau khi xác nhận thân phận với nhau, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ra. Chúng ta vừa đuổi tới Lộc Sơn huyện thành mà Thánh La Sát gây chuyện, phát hiện Thánh La Sát lại đi rồi, không biết đi đâu. Bên ngươi một mực đi theo, cho nên hẹn ngươi tới hỏi một chút. Tây Hải Đường hỏi, ngươi tự mình chạy tới, muốn như thế nào? Ngưu Hữu Đạo đáp, dĩ nhiên là muốn đuổi theo mang Thánh La Sát đi trước khi Lục Thánh tới. Tây Hải Đường hơi sợ, mang Thánh La Sát đi sao? Thực lực của nàng ấy chúng ta đều biết, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào mang nàng ta đi. Ngưu Hữu Đạo trấn an, cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp hàng phục nàng ta, sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Tóm lại, hiện tại phải mau sớm tìm được nàng ta mới được. Vạn thú môn các ngươi chăm chú quan sát vào hướng đi của nàng, xem ra có dấu vết có thể dò theo. Nghe hắn nói có biện pháp, Tây Hải Đường cũng không nhiều lời, trực tiếp móc ra bản đồ được xếp lại từ trong tay áo. Chương 2096, lạm sát kẻ vô tội 2. Đích xác có dấu vết có thể dò theo, điểm phía trên này đều là địa phương của nàng xuất hiện qua. Nàng ta cũng không hề chạy loạn, ngươi nhìn xem, nàng ta một mực đi về một phương hướng. Nàng ta vừa rời khỏi huyện thành của huyện Lộc Sơn không lâu, nếu cứ tiếp tục đi theo đường thẳng, địa phương tiếp theo hẳn là huyện thành của huyện Hoa Sơn. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm biểu thị trên bản đồ, cẩn thận nhìn một chút, khẽ gật đầu. Tốc độ phi hành của nàng ta không chậm, chúng ta chạy tới huyện Hoa Sơn có thể kịp thời cản lại không? Tây Hải Đường hô ôi một tiếng, nhất định có thể cản lại, nàng ta là đi thẳng tới thẳng lui không sai, nhưng mà trên đường chỉ cần gặp người, gặp thôn trấn, liền dừng lại xuất thủ. Gặp người liền hỏi người xâm nhập thành của nàng ta ở đâu. Nàng ta trên đường nhất định phải trì hoãn không ít thời gian, chạy tới huyện Hoa Sơn nhất định có thể cản lại. Ngoại trừ người của Thương Tụng Hành cung chính mắt nhìn thấy ra, ai biết được nàng ta hỏi cái gì. Không lấy được câu trả lời chắc chắn xác thực, liền chọc giận nàng ta. Đầu óc của nàng ta dường như không quá thay đổi, có thể nói là một đường giết đi qua đấy, cơ hồ gặp người sẽ giết. Người chết trên tay nàng ta đã không dưới ngàn người, chân chính là cùng tà ma không giống. Giờ này tu sĩ đã không dám ra tay với nàng, mệnh chôn dưới tay nàng trên cơ bản đều là nam nữ lão ấu của thế tục. Nơi nào nàng ta đến tiếng khóc kêu vang một mảnh, đã là lòng người bàng hoàng. Ai, nghiệp chướng a, đúng rồi, yêu nghiệt này sát nghiệt đã nặng, đã là người người oán trách, ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo vệ nàng ta hay sao? Như Hữu Đạo hơi gật đầu, nàng ta lần này đi ra tác loạn, không thể tránh khỏi có liên quan với chúng ta lần trước gây nên. Nàng ta vốn không tranh quyền thế, là chúng ta hại nàng ta. Có thể diệt trừ Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch, nàng ta có công đấy. Nàng ta hiện tại tạo thành sát nghiệt, chúng ta cũng khó từ tội này. Tây Hải Đường trầm giọng nói, ngươi bây giờ không nên bại lộ, ngươi mạo muội xuất thủ hậu quả khó liệu. Như Hữu Đạo, hiện tại cũng không phải là thời điểm lòng dạ đàn bà, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngồi yên không lý đến. Như Hữu Đạo vẫn cương quyết, có thể bảo vệ thì phải tận lực bảo vệ nàng, giữ lại nàng ta, tương lai còn có tác dụng lớn. Tây Hải Đường hỏi, không có cách nào trao đổi, có thể có ích lợi gì? Có một số việc, Như Hữu Đạo hiện tại không muốn nhiều lời, hắn giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Đã phân biệt rõ phương hướng nàng ta đi, người của thành trấn nằm trên con đường phía trước không kịp thời sơ tán sao? Thánh La Sát lạm sát kẻ vô tội như thế, hắn cũng lòng có bất an. Tây Hải Đường đáp, các phe đã truyền lệnh sơ tán rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn sao có thể toàn bộ thông báo đến nơi đến chốn. Trước đó ai cũng không biết hướng đi của nàng, cũng là không lâu mới phân biệt rõ hướng đi của nàng là một đường đi thẳng, mới lâm thời truyền lệnh để cho người ta rời đi. Như Hữu Đạo hỏi, tu sĩ truy lùng nàng ta có nhiều không? Tây Hải Đường đáp, làm sao có thể không nhiều chứ? Tống quốc ba đại phái đều đã bị kinh động, tựa như một đám ruồi bọ vây quanh một đống cứt chó thúi. Tu sĩ của các phái bị kinh động, tu sĩ trấn giữ các nơi, bao gồm Vạn Thú môn ta, còn có các nơi liên quan bị nhân thủ của Phiêu Miếu các kinh động, mặc dù không dám tới gần, tuy nhiên cũng quay chung quanh hướng đi của nàng theo dõi hành sự. Tình huống trước mắt là, trước khi mấy vị thánh tôn chưa tới, không ai dám đối mặt Thánh La Sát. Mà dựa theo thời gian suy đoán, đoán chừng tin tức mà phái ta truyền cho Phiêu Miếu các, họ cũng nhận được không lâu. Phiêu Miếu các lại chuyển báo cho Thánh Cảnh, lục địa rộng lớn lại biển rộng mênh mông, tin tức trước ngày mai nhất định là không đến được Thánh Cảnh đấy, chờ đến mấy thánh đi tới, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đúng rồi, đã phát hiện Thánh La Sát có xuất hiện tình hình ăn uống. Giờ này nhân thủ của Phiêu Miếu các ở khu vực lân cận đã tổ chức lực lượng các phái, quan sát tình trạng ăn uống trên đường của Thánh La Sát. Nghe ý tứ của Phiêu Miếu các, đang suy nghĩ xem có thể giết Thánh La Sát bằng thuốc độc hay không. Như Hữu Đạo, người cũng biết, mấy vị thánh tôn kia là biết thực lực của Thánh La Sát, nếu như có cơ hội giết bằng thuốc độc, lại thêm mấy vị thánh tôn đến nữa, chỉ sợ cũng phải lựa chọn giết bằng thuốc độc. Đầu óc của Thánh La Sát không quá linh quang, chạy loạn không nơi nương tựa không hề đề phòng như thế, một số thủ đoạn ác độc khó lòng phòng bị, nàng ta là không tránh được. Trong lòng Như Hữu Đạo cảm thấy nặng nề, trong đầu nhanh chóng suy tư một phen, nói ra. Chúng ta chỉ còn một vài ngày, người bên Phiêu Miếu các tạm thời sẽ không quá nhiều, muốn động thủ cũng phải cậy vào lực lượng của các phái. Tây Hải trưởng môn, người đi về trước cố gắng biết rõ thủ đoạn mà bọn họ có thể chọn lựa. Chúng ta giữ liên lạc, có biến tùy thời báo cho biết, để ta tâm lý nắm chắc nhằm chuẩn bị. Tây Hải Đường, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, người xác định người có nắm chắc dẫn Thánh La Sát đi dưới tình huống không bại lộ hay không? Như Hữu Đạo đáp, ngươi yên tâm, ta bên này đã chuẩn bị thủ đoạn ứng đối, sẽ không bại lộ. Tây Hải Đường gật đầu, được, mọi sự cẩn thận, không cần thiết không thể bị kích động, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loạn. Hắn ta nói xong chắp tay cáo từ, Như Hữu Đạo lại đưa tay, bên ta chỉ có bản đồ trên diện rộng, không chuẩn bị tỉ mỉ bản đồ chính xác của thành trấn, giao bản đồ của ngươi cho ta dùng. Điều này không hề gì, trên tay của người khác bên Vạn Thú môn vẫn còn có, Tây Hải Đường thuận tay giao bản đồ cho hắn, sau đó nhanh chóng bay vút đi,